chương 2800, không phong, trí bắc lập tức nói ra, sư huynh sai, cổ phong đạm ngữ, sai ở nơi nào, chí bắc không hiểu, sư huynh thực có thể vì bọn hắn tất cả mọi người, đều giải quyết vấn đề sao. Cổ phong hỏi, đây là tự nhiên, ta ở những cái này người thế tục bên trong, vì bọn họ giải quyết vấn đề, rời đi thời điểm, bọn họ vì ta kiến tạo kim thân tượng nặn bên trong, cũng có ta lưu lại tu vi, chỉ cần bọn họ dốc lòng cúng bái. Ta kim thân tượng nặn tự nhiên sẽ phù hộ bọn họ, vì bọn họ giải quyết vấn đề. Chí bác lập tức mở miệng, sư huynh lại sai, cổ phong mở miệng, lập tức nói, sư huynh, căn bản không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Bằng vào ta tu vi lực lượng, gia trì kim thân tượng nặn, đều không thể phù hộ bọn họ, giải quyết những cái này phàm nhân tất cả vấn đề. Chí bác nghi vấn, tất cả mọi người giờ phút này, cũng đều là nghi hoặc. Chí bác một đời tôn cấp tu giả, lấy hắn tu vi lực lượng gia trì kim thân, phù hộ thế tục phàm nhân, thật sự chuyện dễ như trở bàn tay, tại sao có thể có không giải quyết được vấn đề. Cổ phong mở miệng, Chí bác sư huynh nếu không tin, chính là phóng xuất ra lấy được nguyện lực, những cái này nguyện lực bên trong, hẳn là đều có những cái kia thế tục phàm nhân, lưu lại ý niệm, chúng ta dò xét một phen là được. Tốt, Chí bác không trần chờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên ở trên mặt mình một điểm. Lập tức, mì tâm, chính là từng đợt kim sắc nguyện lực gào thét mà ra. Những cái này nguyện lực, có vô số điểm sáng màu vàng óng tạo thành, Ngưng tụ thành một mảnh kim sắc nguyện lực khí vụ. Cổ Phong trực tiếp đi ra chỗ ngồi, đi tới Trí Bác trước mặt, bấm tay một điểm. Điểm này, điểm vào một mảnh kia kim sắc nguyện lực khí vụ bên trong, một cái điểm sáng màu vàng óng phía trên. Cái kia điểm sáng màu vàng óng bên trong, lập tức truyền ra một trận thanh âm. "Trí Bác đại sư, nương tử của ta muốn sinh sản, xin phù hộ nàng, tất cả thuận lợi." Trí Bác nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, "Đây không phải vấn đề, bằng vào ta tu vi gia trì, có thể trợ vợ hắn thân thể cường kiện, tất nhiên nhẹ nhõm sinh sản. Sư huynh chứa nóng vội, tiếp tục nghe tiếp, cổ phong mỉm cười, ngay sau đó, đổi một cái điểm sáng màu vàng óng, bấm tay một điểm. Lập tức, thanh âm lại là truyền ra, trí bác đại sư, con ta khổ học hơn 10 năm, muốn đi thi, còn mời trí bác đại sư phù hộ, giúp ta nhi tên để bảng vàng. Trí bác như cũng nghi ngờ nhìn về phía cổ phong, cái này giống như cũng không có vấn đề gì, cổ phong mỉm cười, tiếp tục bấm tay một điểm. Lập tức, lại là một cái điểm sáng màu vàng óng bên trong, thanh âm truyền ra. Chí bác đại sư, hôm nay chúng ta muốn đi cướp sạch một thôn trang, nghe thấy đại sư hữu cầu tất ứng, còn mời đại sư phù hộ, phù hộ chúng ta tất cả thuận lợi, không nên gặp phải quan binh. Nghe đến lời này, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Đây, vẫn còn có người có yêu cầu như vậy, tại sao có thể có ác nhân, cúng bái bần tăng, cái này nguyện lực, bần tăng. Chí bác ánh mắt biến hóa, sư huynh chớ nóng vội, vẫn chưa xong đây. Cổ phong mỉm cười, hướng về mấy cái điểm sáng điểm hạ đi, lập tức từng đợt thanh âm truyền ra. Chí bác đại sư, triệu gia chi nữ, quốc sắc thiên hương, ta thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng nàng chính là không nguyện ý theo ta, tối nay ta chuẩn bị chui vào nhà nàng, gạo nấu thành cơm, còn mời đại sư phù hộ ta một đường thuận lợi. Chí bác đại sư, nghe nói người hữu cầu tất ứng, con ta không cẩn thận giết chết mất hai cái tên ăn mày, hy vọng đại sư phù hộ, để những quan binh kia không cách nào tra được con ta. Chí bác đại sư, ta chuẩn bị hạ độc chết ta cái kia xấu xí bản nương, còn mời chỉ điểm sai lầm. Nghe được một hệ liệt tâm nguyện, tất cả mọi người tại chỗ thay đổi cả sắc mặt. Chí bác sắc mặt càng là hóa thành trắng bạch, làm sao sẽ? Tại sao có thể có bậc này ti tiện người, bần tăng lòng giả từ bi như thế nào phù hộ bọn họ làm bậc này chuyện ác? Sư huynh nói không sai, ngươi là lấy lòng giả từ bi, cho nên những cái này mang theo ác niệm thỉnh cầu, ngươi căn bản là không có cách phù hộ bọn họ cũng vô pháp trợ giúp bọn họ hoàn thành. Cổ phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía trí bắc, nghiêm mặt nói, nhưng, ngươi lại tiếp nhận bọn họ nguyện lực tới tu hành bản thân. Ngươi là nói, trí bắc trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không sai, nói cách khác, ngươi thu lấy những cái này nguyện lực bên trong, có một bộ phận nguyện lực, là những cái kia ác nhân tế bái ngươi kim thân tượng nặn sinh ra, ngươi không có trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề, không có phù hộ bọn họ, bọn họ đối với ngươi tế bái về sau, tự nhiên trong lòng tức giận, lòng sinh hối hận bọn họ cái này nguyện lực cũng không thuần túy tự nhiên không thể vì ngươi sử dụng cứ thế mãi tích lũy ở ngươi thể nội quấy nhiễu ngươi tu hành nhưng ngươi tu vi không vào không nói càng thêm có tổn hại thần hồn của ngươi cổ phong chậm rãi mở miệng trong nháy mắt tất cả mọi người cũng là giật mình bần tăng hiểu bần tăng kim thân tượng nặn đều kiến tạo ở tiên phật tự bên trong bần tăng chỉ tiếp thuộc tiên phật tự đệ tử hương hỏa rất nhiều đệ tử một lòng hướng phật chưa bao giờ sẽ đưa ra cái gì vô lễ ác cầu, như thế bần tăng tiếp nhận nguyện lực, cực kỳ thuần túy, cho nên bần tăng, chưa từng có này nghi ngờ. Không trần đại sư cũng là trong nháy mắt hiểu, đây chính là vì gì hắn và trí bác phương pháp tu hành một dạng, hắn lại không sự tình nguyên nhân. Nguyên lai, là như thế này, trí bác giờ phút này, cả người cũng là chán trường rất nhiều. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn tự cho là những cái kia thế tục phàm nhân thỉnh cầu, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết liền chưa bao giờ nhiều hơn cân nhắc liền tiếp nhận những cái kia nguyện lực lại không nghĩ ác nhân cũng có cúng bái hắn sư huynh không cần như thế người bây giờ chỉ cần đem tiếp nhận tất cả nguyện lực kiểm tra một phen phàm là ác giả tế bái sinh ra một sợi hủy đi lại ngày sau lại đón thủ nguyện lực thời điểm trước dò xét một phen phàm là không thuần túy nguyện lực không phải thật tâm hướng phật người tế bái sinh ra nguyện lực người không tiếp thụ là được cổ phong nhìn về phía trí bắc mở miệng trí phong sư đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thủ vi huynh cúi đầu. Lập tức, trí bác đối cổ phong trọng trọng cúi đầu. Rất nhiều bác viện người, cũng là cùng nhau hướng về cổ phong cúi đầu. Liên viện chủ đều không có chú ý vấn đề này đề, bọn họ tự nhiên cũng đều không có chú ý, cùng trí bác một dạng khốn hoặc người, bác viện có thật nhiều. Hôm nay cổ phong giải đáp, không chỉ là vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nếu là không có cổ phong hôm nay ngôn ngữ, bọn họ lâm vào trong đó, sau này ảnh hưởng tu hành không nói, thậm chí khả năng tổ hỏa nhập ma, thậm chí bỏ mình. Ân này tương đương với ân cứu mạng, hắn làm sao biết biết rõ, hắn đây làm sao đều sẽ nghĩ đến. Áo Gai Tăng Nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy hết sức vẻ ghen ghét. Hắn là bản thân thế giới kia Phật môn kiêu tử, mà cho dù là hắn, cũng không có ra biện pháp, mà đối phương lại như thế nhẹ nhõm giải quyết, hắn không cam tâm. Chí Phong, ngươi là làm sao phát hiện tất cả những thứ này? Không Trần không khỏi hỏi. Cổ phong mỉm cười, sắp xuất thế tu hành, tự nhiên muốn nhiều nhập thế hành tẩu, ta bất quá đi con đường, nhiều một ít thôi. Trên thực tế, cái này không có cổ phong nói phức tạp như vậy. Này chủ yếu là bởi vì, cổ phong liền là ở cửu châu giới, dạng này phàm nhân thế giới lớn lên, tự nhiên hiểu phàm nhân tâm tư, như thế hôm nay mới có thể phát hiện vấn đề. Sắp xuất thế tu hành, tự nhiên muốn nhiều nhập thế hành tẩu. Cổ phong lơ đáng một câu, lại là để đám người trong đầu không khỏi oanh vang lên, không ngừng suy nghĩ cổ phong một câu nói kia. Cái này nhìn như dễ hiểu lời nói, lại là ẩn chứa vô hạn đại đạo một dạng. Sắp xuất thế, trước nhập thế, cái này, hắn có thể nào cảm ngộ đến nước này, hắn Phật Pháp tạo nghệ. Áo gai tăng nhân, trong đầu cũng là oanh vang lên. Tứ đại viện chủ, giờ phút này cũng là toàn bộ lâm vào trầm tư. Không trần, càng là nhắm hai mắt lại, lâm vào minh tưởng. Không trần minh tưởng người mấy tức, cuối cùng mở hai mắt ra, mở miệng, trí phong, hôm nay tứ đại viện chủ nghi ngờ, người toàn bộ giải đáp, lại đưa ra sắp suốt thế tu hành, trước nhập thế đi lại, người Phật Pháp tạo nghệ, bần tăng chưa từng nghe thấy, người đã không thích hợp ở trí tự bối, từ hôm nay, bần tăng đặc biệt tăng lên người đến không tự bối, từ hôm nay, người tên không phong, người tu hành đạt tới tôn cấp ngày, bần tăng liền đem phương trượng vị trí, truyền cho ngươi Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong đầu cũng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bốn cái giải đáp, một câu đại đạo. Cổ phong hôm nay đúng là như thế, liền chinh phục phương trưởng. Không tự bối, đây đã là tứ đại viện chủ phía trên. Đây là bực nào vinh dự, cổ phong thế nhưng là không muốn làm hòa thượng, vốn muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút, vì để cho long vực cùng tiên Phật tự chân chính đoàn kết, mình ở tiên Phật tự có cái thân phận, cũng là chuyện không tồi, lập tức cười nói, sư đệ, đa tạ phương trưởng sư huynh. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. Hư, một cái nho nhỏ không tự bối Phật tu, cũng dám đại đàm Phật Pháp, ai cho các ngươi lực lượng. chương 2801, Tam Bảo Chi Cường. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến đổi. Không tự bối, ở tiên Phật tự, đã là cao nhất bối phận là ai vậy mà như thế nói năng lỗ máng. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đi, giờ phút này, chỉ thấy một tên áo gai tăng nhân, đứng dậy, nhìn về phía không trần, trên mặt mang vẻ khinh thường. Rốt cục ngồi không yên sao, Cổ phong trong lòng cười lạnh, người này, chính là cổ phong mới vừa gia nhập cái này Phật tràng, liền phát hiện cái kia hàng lâm giả. Không trần đại sư, trong mắt cũng là lạnh ý hiện lên, nhìn về phía cái này áo gai tăng nhân, lấy không trần nhãn lực, tự nhiên cảm giác được, trên người đối phương khí tức có chút không đúng, lập tức mở miệng, ngươi, là người phương nào? Ta là người nào? Ha ha, nho nhỏ tiên Phật tự, chẳng lẽ, các ngươi quên, bản thân là từ đâu tới, quên đi tông môn tiên tổ hay sao? áo gai tăng nhân lần nữa cười lạnh một câu ta tiên phật tự tiên tổ chính là phật tổ chúng ta như thế nào quên không trần lãnh ngữ trí đông đám người giờ phút này nhìn về phía áo gai tăng nhân sắc mặt cũng là bất thiện đặc biệt là trí tây đã nắm chặt giới đao chuẩn bị tùy thời xuất thủ phật tổ tán linh hòa thượng nguyên bản phật hiệu tam linh hòa thượng thoát đi thế giới của mình đi tới người cái này run dế tội giới liền sửa phật hiệu còn đem mình làm phật tổ thật sự thật là tức cười Áo gai tăng nhân nghe xong, lập tức lại là cười to. Nguyên lai, tiên Phật tự một đời phương trưởng cũng là hàng lâm giả. Cổ phong giờ phút này, ánh mắt biến hóa, đã triệt để giật mình. Đây là hắn trước đó không có dự liệu đến, bất quá, Phật ra không cho phép lấy vợ sinh con, tán linh hòa thượng đi về cõi tiên, tiên Phật tử, cũng cùng hàng lâm giả, không có chút nào quan hệ, thậm chí những chuyện này, trừ bỏ không trần bên ngoài, những người khác, chỉ sợ không có nửa phần biết được. Người thế nào biết, Ta tiên Phật tự một đời Phương Trượng danh tiếng. Không Trần đại sư ánh mắt kịch biến, bởi vì tiên Phật tự tổ tiên Phật hiệu là cực ít đối ngoại đề cập, toàn bộ tiên Phật tự cũng chỉ có Phương Trượng có tư cách biết được. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía áo gai tăng nhân, ngươi là? Bần tăng Tam Bảo, áo gai tăng nhân trực tiếp mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, người trước mắt đúng là cùng tiên Phật tự một đời Phương Trượng, là một cái bối phận, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi ngươi là tam tự bối thu giả, ngươi không phải phiến tinh không này người, ngươi là hàng lâm giả. Không trần đại sư, trong nháy mắt triệt để giật mình. Hàng lâm giả, ha ha, bần tăng thân phận, so với các ngươi tôn quý vạn lần, các ngươi này cầu thí tiên Phật tự, bất quá là một cái phản bội chạy trốn người thành lập, mà các ngươi những cái này tội giới run dế, căn bản không xứng đại biểu Phật môn tu hành. Tam bảo hòa thượng, lập tức cười lạnh mở miệng, hỗn trướng, không trần nghe thấy lời này, trong nháy mắt giận dữ đối phương hủy nhục một đời phương trượng, đây là đối tiên Phật tự nhục nhã quá lớn. Ngươi dám hủy nhục một đời phương trượng, động thủ, giết, không đợi không trần động thủ, trí đông, chí nam, trí tây, trí bắc bốn người, chính là cùng một chỗ hướng về tam bảo hòa thượng đánh tới. Không tốt, cổ phong ánh mắt biến hóa, hắn biết rõ, những người này đều không phải là tam bảo hòa thượng đối thủ, bất quá lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, liền để cho các người biết rõ, cái gì là chân chính Phật môn thủ đoạn, thiên nguyện chín thú chuông, hiện. Tam bảo hòa thượng vừa nói, lập tức thể nội vô biên nguyện lực gào thét mà ra. Cái này vô biên nguyện lực, lập tức điên cuồng hội tụ, biến thành một cái chuông lớn màu vàng óng hư ảnh, đem tam bảo hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Oanh, trí đông bốn người công kích, cùng một chỗ đánh vào cái này đại trung hư ảnh phía trên, lại là không thể phá mở nửa phần. Bốn người sắc mặt đại biến, băng, cũng ở giờ phút này, tam bảo hòa thượng quát khẽ một tiếng. Oanh, lập tức, cái kia to lớn kim trung hư ảnh, trực tiếp sụp đổ. Một lần này, biến thành kinh khủng sức nổ, trực tiếp đem trí đông bốn người, chấn động đến rút lui mà ra. Phốc, trí đông bốn người, trong miệng máu tươi cùng nhau phun ra, riêng phần mình bay ra chừng hơn trăm trưởng. Bọn họ nguyên một đám rớt xuống đất, sắc mặt trắng bạch, đúng là đã không có sức tái chiến. Một đòn phía dưới, liền đánh tan tu vi đều đang hạ vị tiên tôn cấp tứ đại viện chủ. Đây là thực lực cỡ nào, thượng vị tiên tôn cổ phong đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang đã nhìn ra tu vi của đối phương bất quá đối phương hẳn không phải là bình thường thượng vị tiên tôn xem như thượng vị tiên tôn bên trong người nổi bật quả nhiên giờ phút này tam bảo hòa thượng trên người thượng vị tiên tôn khí tức trực tiếp tản mạn ra vậy lão nạp liền lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi không trần đại sư giờ phút này trong mắt lãnh mang hiện lên cả người vọt thẳng ra hắn phi ra tầm đó trong tay một cán to lớn thiền trượng xuất hiện cái kia thiền trượng phía trên, khắc họa lấy một cái Phật thủ. Phá, lời nói tầm đó, không trần đại sư, đưa tay, nhất thiền trượng chính là hướng về tam bảo hòa thượng đánh tới. Trong nháy mắt, cái kia thiền trượng phía trên Phật thủ biến ảo, xuất hiện một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng óng, cũng là hướng về tam bảo vỗ tới. Tam bảo hòa thượng cười lạnh một câu, ha ha, trong tay người cái này thiền trượng, là năm đó tam linh hòa thượng bằng vào ta Phật môn, ngũ trưởng thiền trượng mô phỏng mà ra, hôm nay cũng khéo, liền như ngươi kiến thức chân chính ngũ trưởng thiền trượng uy lực, ra. Tam bảo hòa thượng vừa nói, trong tay quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, một cán thiền trượng hiện lên, này thiền trượng phía trên, đúng là có trọn vẹn năm cái tay trưởng đồ văn, mỗi một cánh tay đồ văn, nhan sắc khác nhau. Cho ta trần áp, tam bảo hòa thượng mở miệng, thiền trượng, bỗng nhiên vung ra, một lần này, thiền trượng phía trên, một cái bàn tay màu vàng óng đồ văn, trực tiếp sáng lên. Lập tức, một tôn bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh, trong nháy mắt biến ảo. Đồng dạng là bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh, nhưng cái này bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh phía trên, mang theo vô biên kinh văn, so với không trần đại sư thiền trượng nguyễn hóa ra bàn tay lớn màu vàng óng, khí tức khủng bố không chỉ gấp mấy lần. Oanh, hai cái cự trưởng hư ảnh, nhất thời đối oanh ở cùng nhau. Không trần đại sư bàn tay thiền trượng nguyễn hóa ra cự trưởng hư ảnh, nhất thời vỡ nát, mà cái kia tam bảo hòa thượng trong tay ngũ linh thiền trưởng biến hóa ra cự trưởng hư ảnh, nhưng chỉ là khí thế yếu bất nam thành, như cũ hướng về không trần đại sư đánh tới. Nguyện lực kim thân, không trần đại sư gặp vậy, lập tức nguyện lực gào thét mà ra. Trực tiếp, cô động thành một tôn kim thân tượng nặn. Bành, bàn tay lớn này hư ảnh đánh vào kim thân tượng nặn phía trên, cái kia tượng nặn nhất thời vết dạn dày đặc. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu, một linh trưởng, tam bảo hòa thượng mở miệng, lại là nhất thiện trưởng oanh ra. Lập tức, một cái lục sắc trưởng ấn đồ văn nhất thời biến ảo, hướng về không trần đại sư đánh tới. Oanh, một trường này tốc độ cực nhanh, không trần đại sư căn bản không kịp phản ứng, một trường liền đã vỗ xuống, một lần này đúng là trực tiếp đem không trần đại sư thân thể bên ngoài cái kia nguyện lực kim thân một trường vỗ nát. Đồng thời, cái kia bàn tay lớn màu xanh lục hư ảnh, tiếp tục hướng về không trần đại sư vỗ tới. Kim cương trấn ma quyền, không trần đại sư gầm thét, lập tức, hắn giơ tay một quyền chính là oanh ra. Một lần này, hắn cánh tay phải cực tốc tăng lớn, trong nháy mắt hóa thành to bằng vải nước, bàn tay kia càng là biến hóa to lớn, bỗng nhiên một nắm, hung hăng oanh ra. Đồng thời, một cái to lớn kim sắc sao chữ, hiện lên ở trên nắm tay. Oanh, chương 2802, xuất thủ, một quyền này, hung hăng đánh vào cái kia to lớn bàn tay lớn màu xanh lục hư ảnh phía trên. Bàn tay lớn màu xanh lục hư ảnh sụp đổ, nhưng cùng lúc, không trần đại sư, tay phải toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Phốc, không trần đại sư, Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn, đã hóa thành trắng bạch, tiên Phật tử tất cả mọi người, sắc mặt cũng là biến hóa, ai cũng không thể nghĩ đến, cái này hàng lâm giả cùng không trần đại sư cùng là thượng vị tiên tôn, nhưng chiến lực, lại mạnh như vậy. Mới trưởng thứ hai mà thôi, còn có đệ tam trưởng. Tam bảo hòa thượng mở miệng, lại là nhất thiện trưởng đánh xuống. Hắn hao hết tâm lực, đoạt xá một tên tiên Phật tử đệ tử, lại thiêu đốt tu vi lấy thuật cấm kỵ, mới ngăn cản cái kia xá lợi tử thả ra phòng ngự màn sáng lẫn vào cái này tiên Phật tự bên trong, mục đích liền là vậy đến xá lợi tử, lại diệt đi tiên Phật tự, bây giờ có cơ hội trực tiếp chém giết Không Trần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lập tức, một tôn bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh, từ thiền trượng bên trong phi ra. Không Trần đại sư, chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái không phế, trực tiếp thoát đi quần áo trên người. Trên thân thể hắn, có rất nhiều Phật kinh, La Hán Bồ Tát thể, hiện, Không Trần đại sư một tiếng này quát lớn phía dưới, hắn thân thể phía trên rất nhiều phật kinh trong nháy mắt toàn bộ hóa thành kim sắc văn tự trôi nổi mà lên đồng thời hắn bắp thịt cả người nhô lên kinh khủng sức mạnh thân thể lập tức bộc phát ra phật kinh gia trì cho lão nạp phá cái kia bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh đánh tới trong nháy mắt không trần đại sư cầm trong tay thiền trượng trực tiếp nâng lên một lần này hắn thân thể phía trên toàn bộ phật kinh hư ảnh toàn bộ dung nhập cái kia thiền trượng bên trong hung hăng oanh ra oanh Bàn tay lớn màu xanh lam hư ảnh đánh vào thiền trượng phía trên, lập tức thiền trượng phía trên kinh văn hư ảnh, toàn bộ sụp đổ, mà cái kia đã vết dạn hiện lên thiền trượng, nhất thời triệt để vỡ vụn ra. Bàn tay lớn màu xanh lam, còn lại ba thành lực đạo, đánh vào không trần đại sư thân thể. Phốc, không trần đại sư, trong miệng máu tươi phun ra, rút lui hơn 10 trường. Hắn, đã không có sức tái chiến. Một bên cổ phong, nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Sở dĩ vẫn không có xuất thủ, là bởi vì cổ phong biết rõ, cái này tiên Phật tự có một cái trí bảo ở, chính là cái kia trong tin đồn xá lợi tử, vật này có thể đem tất cả hàng lâm giả, đều ngăn cách bên ngoài, tất nhiên uy lực cực kỳ khủng bố, cổ phong vốn cho rằng thời khắc sống còn, không trần đại sư sẽ xuất ra xá lợi tử, cùng tam bảo hòa thượng một trận chiến, không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá bại. Cổ phong như cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, cái này tam bảo hòa thượng tất nhiên cũng là vì xá lợi tử mà đến, không thấy xá lợi tử hắn cũng sẽ không đối không bụi hạ sát thủ phương trưởng đại sư phương trưởng trong lúc nhất thời tiên phật tử tất cả đệ tử cùng nhau gào thét đón lấy vô số đệ tử liền muốn xông ra cùng tam bảo hòa thượng liều mạng tất cả chớ động không trần đại sư miễn cưỡng khoanh chân ngồi dậy ngay sau đó nhìn về phía tam bảo hòa thượng bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi ngươi tới này đơn giản là muốn chém giết lão nạp bây giờ lão nạp mệnh cho ngươi ngươi không muốn làm sát kẻ vô tội không trần, giao ra xá lợi tử, ta có thể tha ngươi một mạng. Tam bảo hòa thượng mở miệng, xá lợi tử ở nơi nào, lão nạp không biết. Không trần lập tức mở miệng, tam bảo hòa thượng mở miệng lần nữa, nói bậy, không trần, bần tăng khuyên ngươi thức thời. Lại, này xá lợi tử, nguyên bản là không thuộc về tam linh hòa thượng, Phật này là hắn từ ta tự trộm ra, ngươi bây giờ giao ra, cũng coi là ba lăng hòa thượng tha tội. Lão nạp thật không biết xá lợi tử ở nơi nào. Không trần lại là phun ra một ngụm máu tươi, Sắc mặt trắng bạch phía dưới, gian nan mở miệng Xem ra, ngươi là tìm cái chết Không sao, cái này xá lợi kim quang vẫn còn Xá lợi tử tất nhiên ở nơi này tiên Phật tự bên trong Bần tăng liền trước hết giết ngươi Sau đó lại chém hết tiên Phật tự tất cả mọi người Không tin tìm không thấy xá lợi tử Tam bảo mở miệng, cầm trong tay thiền trượng phi thân mà tới Trực tiếp nhất thiện trượng hướng về không trần đại sư vỗ tới Không trần đại sư trạng thái như vậy Một kích này, sợ rằng phải hẳn phải chết không nghi ngờ phương trưởng, tất cả mọi người cũng là cùng kêu lên kinh hô. Giờ phút này, vô số tiền Phật tử đệ tử cũng nhịn không được nữa, nhao nhao phóng đi. Mà giờ khắc này, tam bảo quanh thân phía trên, nguyện lực gào thét mà ra, lập tức ở bốn phía biến thành một cái nguyện lực tràng vực. Một lần này, bốn phía vào tới vô số tiền Phật tử đệ tử, trực tiếp đều bị định trụ thân thể, không cách nào tiến lên mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam bảo một lần này thiền trượng hướng về không trần đại sư vỗ tới a di đà phật không trần đại sư nhắm hai mắt lại hắn biết rõ bản thân sinh mệnh hôm nay phải kết thúc mà cũng ở giờ phút này không trần đại sư cảm giác một bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt mình hắn mở hai mắt ra thấy được một đạo trẻ tuổi bóng lưng không đợi hắn mở miệng thanh âm chính là truyền đến phương trượng sư huynh tiếp xuống giao cho ta a à. cái kia hướng về không trần vào tới tam bảo hòa thượng nhìn thấy cổ phong ngăn tại không trần trước đó trên mặt nhe răng cười hiện lên ha ha người rốt cục ngồi không yên, người Phật Pháp tạo nghệ kinh người, bất quá rất đáng tiếc, Phật Pháp cảm mộ, không phải là tu vi, hôm nay, ta liền trước chảm ngươi. Tam bảo đối với cổ phong Phật Pháp tạo nghệ, trong lòng tạo nghệ ghen ghét cực kỳ, hắn hiểu được, như cổ phong dạng người này, nếu như bị tông môn của mình phát hiện, tất nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng, hắn hôm nay tuyệt không thể để người này còn sống rời đi. Không phong, mau trốn, không trần đại sư gặp vậy, lập tức mở miệng, cổ phong chỉ là một người trẻ tuổi, mặc dù trong lòng của hắn có loại dự cảm khả năng cổ phong cũng không phải là tiên phật tự người nhưng hắn vẫn minh bạch hắn đối tiên phật tự không có địch ý nhưng hắn thấy một cái tuổi trẻ một đời tu giả dù cho tu vi có mạnh hơn tối đa cũng chính là hoàng cấp tại sao có thể là hàng lâm giả đối thủ phương trượng sư huynh trên thực tế ta không vẻn vẹn phật pháp cảm mộ sâu sức chiến đấu của ta càng mạnh cổ phong quay người mở miệng mỉm cười ngay sau đó nhìn về phía hướng về bản thân vào tới tam bảo bình thản một câu tuế nguyệt. Lời vừa nói ra, tuế nguyệt chi linh, lập tức ở cổ phong đỉnh đầu phía trên hiện lên. Cái kia tuế nguyệt chi linh, vuốt vuốt bản thân dâu dài, cười ha ha một tiếng, tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, phổ biên tuế nguyệt ý cảnh, chính là trong nháy mắt triển khai. Ông, hướng về cổ phong điên cuồng liều chết sung phong tam bảo hòa thượng thân thể chấn động mạnh một cái. Đón lấy, hắn phát hiện, thân thể của mình, đúng là đã không cách nào di động mảy may. Giờ khắc này, Cổ phong trên người, thuộc về tôn cấp tu giả khí tức, trong nháy mắt tàn mạn ra. Tôn cấp, đúng là tôn cấp, tất cả mọi người trong đầu, trong nháy mắt oanh vang lên. Vừa mới, bọn họ còn vẻn vẹn tán thưởng cổ phong Phật Pháp Cảm Ngộ, nhưng đối với Tu Vi, ai cũng không có để ý, dù sao đối phương chỉ là một cái thế hệ trẻ tu giả. Mà bây giờ, đối phương cho thấy Tu Vi, đúng là tôn cấp. Một cái dưới vạn tuổi tôn cấp cường giả, cái này. Chí đông bốn người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái kia không trần nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng đầy là không thể tin, chỉ cảm thấy, bản thân vừa mới nhận người sư đệ này, quả thực quá giá trị. Ngươi, tam bảo hòa thượng trong mắt tràn đầy không thể tin, chương 2803, bạn Phật Kim Tượng. Nơi này, là tội giới A, là tiên khí mỏng manh tội giới A, mà cho dù là thế giới của bọn hắn, dưới vạn tuổi, có thể đạt tới tôn cấp, cũng là thiên kiêu hạng người. Trước mắt, tội giới lại có người, có thể đạt tới một bước này đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, ngay sau đó hắn mặt mũi dữ dư tợn, dưới vạn tuổi tôn cấp yêu nghiệt, cảm ngộ ý cảnh chi linh, bất quá, ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, ngươi cái này tội giới run dế, cùng bản linh tranh lệch, Phật nghịch xiềng xích. Mở, Tam Bảo Hòa thượng lời vừa nói ra, thân thể phía trên trong nháy mắt nổi lên rất nhiều hư ảo kim sắc xiềng xích. Cái này rất nhiều xiềng xích, toàn bộ là từ kinh văn tạo thành. Giờ phút này, những cái này xiềng xích chấn động kịch liệt, lập tức phải sụp đổ. Mà cái này xiềng xích một khi sụp đổ, liền có thể phá mở cổ phong tuế nguyệt ý cảnh chân áp. Cổ phong mỉm cười, mở miệng, trí đông sư chất, ngươi lại nhìn, nguyên thần tu hành, nhưng như thế. Lang, mở miệng phía dưới, cổ phong chín đạo trí chí tôn đạo niệm, trong nháy mắt gào thét mà ra. Chín đạo này trí tôn đạo niệm, lập tức biến thành một tòa núi vàng hư ảnh. Cái này núi vàng hư ảnh phía trên, khắc dấu lấy một cái to lớn lăng chữ, trực tiếp chân áp mà xuống. A, à, Tam Bảo Hòa Thượng, nhất thời một tiếng hết thảm, hắn thân thể phía trên, rất nhiều kim sắc xiềng xích, trực tiếp bị áp chế, cũng không còn cách nào rung động. Hắn, bị chân áp, bị áp chế, hắn đường đường Phật môn thiên kiêu, đi tới tội giới, lại bị một con kiến hôi, chân áp. Đây là, trí đông trong nháy mắt trong đầu oanh minh, hắn cảm mộ vạn vật tại thân tu Phật, tu, kỳ thực là thần hồn, nhìn thấy cổ phong kinh khủng như vậy lăng chi lực về sau, toàn bộ trong đầu cũng lạo oanh vang lên trong nháy mắt có chỗ đốn ngộ a à, tội giới run rế người dám trấn áp ta ta muốn phá giờ phút này tam bảo hòa thượng cơ hồ điên cuồng một tiếng gào thét hắn bên trong thân thể vô biên khủng bố khí tức bộc phát ra hiển nhiên hắn muốn thiêu đốt tu vi liều mạng phá mở cổ phong cái này tuế nguyệt ý cảnh cùng lăng núi vàng áp chế cổ phong nhàn nhạt một câu nói chi nam sư chất lại nhìn đây là nhục thân chi lực lời nói tầm đó cổ phong cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành to bằng vại nước, đồng thời, hóa thành kim sắc, tiếp lấy lại có ma văn hiện lên. Cái kia cơ bắp, điên cuồng nhô lên, một cỗ trước đó chưa từng có nhục thân bạo tạc lực, tản mạn ra. Tu vi đến bây giờ cảnh giới, cổ ma thánh thể, cổ phong đã có thể tùy ý thi triển. Vẹn vẹn để cánh tay phải thuế biến, cũng là cực kỳ dễ dàng. Đón lấy, cổ phong thân ảnh phi thân mà tới, một quyền hung hăng đánh vào tam bảo hòa thượng ngực. Tam bảo hòa thượng, vốn là đang thiêu đốt tu vi, chuẩn bị liều mạng tránh thoát trói buộc, nhưng mà một quyền này, đem tất cả, toàn bộ hủy diệt. Giác, một quyền này phía dưới, tam bảo hòa thượng xương ngực hoàn toàn vỡ vụn. Phốc, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Cổ phong, lại là một cái, đem hắn trong tay thiền trượng bắt lấy, nắm chặt nơi tay, ước lượng mấy lần, không khỏi tự nói, bảo vật này cũng không tệ lắm. Cái này, mới là nhục thân chi lực A. Chí Nam trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn thấy cổ phong như vậy nhục thân chi lực hắn cũng có ngộ hiểu tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái vật không trần đại sư cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ thần hồn mạnh tu gia lăng chi lực thân thể vậy mà cũng mạnh như vậy quả thực yêu nghiệt a à. tam bảo hòa thượng phi ra hơn trăm trượng, hung hăng té xuống đất lại bò lên thời điểm cả người đã vô cùng chật vật hắn nhìn về phía cổ phong đã triệt để điên cuồng ngươi muốn chết cái này thiền trưởng cũng không phải là là của hắn mà là không huyền tử ban cho hắn nếu như bị không huyền tử biết rõ ngũ trưởng thiền trượng như vậy trí bảo bị người cướp đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ giờ phút này tam bảo hòa thượng cả người đã triệt để phát cuồng trong tay hắn lập tức đánh ra vô số ấn quyết hướng về mi tâm hung hăng vỗ ông theo một trưởng này vỗ xuống hắn tu vi trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực đồng thời vô biên nguyện lực cùng tu vi lực lượng gào thét mà ra cô động thành một tôn to lớn kim tưởng hư ảnh cổ phật có tượng đi theo hắn bí thuật này đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất kim tượng thông tổ thuật kim tượng hư ảnh vừa ra trong nháy mắt hư không rung động thứ tư chân vị trí hư không đã đổ sụp thiêu đốt tu vi phía dưới tam bảo khí thế khôi phục hơn phân nửa nhìn về phía cổ phong một tiếng gào thét nhận lấy cái chết trí tây lại nhìn đây là giết cổ phong nhàn nhạt một câu ngay sau đó quát khẽ một tiếng sát chi linh lời vừa nói ra cổ phong trên người một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố sát khí, bỗng nhiên bộc phát ra. Phổ biên sát trị ý cảnh, hóa thành màu xám gợn sóng lấy cổ phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra. Một tôn thân mang trường bào màu xám, cầm trong tay lưỡi hái ý cảnh chi linh, ở cổ phong đỉnh đầu phía trên, nổi lên. Mọi người xem không đến hắn dung mạo, chỉ có thể cảm giác được, cái kia áo bảo xám phía dưới, có một đôi lãnh huyết vô tình hai con ngươi. Cái thứ hai ý cảnh chi linh, tất cả mọi người trong đầu oanh minh có thể cảm ngộ ra một cái ý cảnh chi linh người đã là đối ý cảnh nghiên cứu cực sâu mà cổ phong lại có hai cái ý cảnh chi linh cái này quá mức đáng sợ tam bảo toàn thân rung động hắn trong đôi mắt vẻ kinh hãi hóa thành khủng bố sát cơ hắn biết rõ người trước mắt bất tử ngày sau bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ bạn phật kim tượng hắn rít lên một tiếng tu vi lực lượng điên cuồng chút vào thậm chí hắn khí huyết cũng là dung nhập trong đó cái kia kim tượng đã không còn là hư ảnh triệt để ngưng thực tam bảo hòa thượng, Liều, hắn biết rõ, hôm nay không liều mạng hết tất cả, không có khả năng chém giết người trước mắt. Giết, ngay sau đó, hắn giống to một tiếng, lập tức cái kia to lớn kim tượng, hướng về Cổ Phong, vọt thẳng đi. Kim tượng những nơi đi qua, hư không toàn bộ sụp đổ. Cái này kim tượng có hủy thiên diệt địa chi uy, nghịch chi lực, sát lục chi liêm, Cổ Phong mở miệng, phổ biến sát chi ý cảnh dung hợp sát khí, trong tay hắn, ngưng luyện ra một thanh khổng lồ màu xám liêm đao mà đón lấy, sáu đạo thí thương man niệm, toàn bộ phi ra, trực tiếp dung nhập cái này màu xám liêm đao bên trong. Nghịch chi lực gia nhập, để cái này màu xám liêm đao, lập tức biến thành xám đen. Một cỗ tử vong khí tức, trong nháy mắt lan tràn. Nhìn xem hướng bản thân vào tới, cái kia to lớn kim tượng, cổ phong sắc mặt không có nửa điểm e ngại, trong tay sắt lục chi liêm, chém nghiêng xuống. Siêu, một đao kia, quá nhanh, nhanh đến để cho người ta thấy không rõ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Đón lấy, chỉ thấy cái kia nội ý ngập trời hướng về cổ phong vào tới to lớn kim tượng, thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, phốc, kim tượng thân thể, đúng là từ nghiêng phương hướng, tách ra, vô biên máu tươi, nhất thời bắn tung tóe ra. Oanh, kim tượng ngã trên mặt đất, phát ra tiếng oanh minh, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Một đao, chảm kim tượng, toàn bộ Phật tràng, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày không ai mở miệng. Cái này, cái này mới là giết, đây mới thật sự là sát trị ý cảnh A. Rốt cục, trí tây thanh âm, phá vỡ cái này yên lặng. Nhìn về phía cổ phong ánh mắt, đã không còn là tôn kính, mà là cuồng nhiệt sùng bái. Cái này, cái này, không có khả năng, không có khả năng. chương 2804, độ hóa ác linh. Tam bảo hòa thượng mắt trợn tròn, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, trước mắt người này thực lực, đã cường hoành đến tình trạng như thế, hắn thiêu đốt tu vi khí huyết, thi triển cường hoành một đòn, lại bị phá vỡ như vậy. Hắn vốn cho rằng, bản thân tiến tới đến cái này tiên Phật tự, dựa vào bản thân tu vi, cùng Phật môn thủ đoạn áp chế, có thể nhẹ nhõm giải quyết, không nghĩ tới lại là cục diện như vậy. Không Phong đại sư, lợi hại như thế, ông trời của ta, khó có thể tưởng tượng, A Di Đà Phật, chẳng lẽ Không Phong lão tổ là Phật tổ chuyển thế hay sao? Tiên Phật tự đám người, điên cuồng không trần nhìn thấy cảnh này trong mắt tinh mang không ngừng hiện lên lão nạp chọn đúng người ha 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 hiện tại ngươi có thể chết cổ phong nhìn về phía tam bảo nhàn nhạt một câu đối với hàng lâm giả cổ phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình ha ha không phong ngươi cho rằng ngươi thắng sao bần tăng mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng bần tăng nơi này có sư tôn tặng cho trí bảo bảo vật này vừa ra bần tăng còn không cách nào khống chế ta xem ngươi làm sao chống đối Ác linh mộc ngư, ra." Vừa nói, Tam Bảo Hòa thượng trong miệng trực tiếp phun ra một cái mộc ngư. Cái này mộc ngư phía trên dán phong ấn tiên phù. Giờ phút này, cái này phong ấn tiên phù bỗng nhiên bị Tam Bảo Hòa thượng nhấc lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ mộc ngư bên trong bộc phát ra. Oanh, mộc ngư sụp đổ, đón lấy, trong đó một đạo mang theo vô biên khí tà ác hư ảo hình bóng, gào thét mà ra. Cái này hư ảo hình bóng sinh ra ba cái đầu, một cái thiếu niên đầu lâu, một cái trung niên đầu lâu, một cái lão niên đầu lâu, đồng thời sinh ra sáu đầu cánh tay. Hắn ba cái đầu phía trên, đều là giữ tợn ý tứ. Cả người, tản ra vô biên khí tả ác, ác linh, cổ phong gặp vậy, oán niệm sâu lệ quỷ hồn phách, nhưng nhưng chưa từng thấy qua oán niệm sâu đến trình độ như vậy lệ quỷ hồn phách. Cái này ác linh vừa ra, trong nháy mắt biến hóa to bằng gian phòng, hướng thẳng đến cổ phong liều chết sung phong. Cái này ác linh khí tức, đúng là đạt tới thượng vị tiên tôn hàng ngũ, lại so với bình thường thượng vị tiên tôn còn muốn cường hoành hơn kinh khủng nhất là nó thả ra cái này khí tà ác để cho người ta trong lúc nhất thời thân thể cũng là bị giam cầm lên giống ác linh một tiếng gào thét trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời hướng về cổ phong vào tới mà cổ phong lại là nhìn thấy cái này hai mắt sát ý ngút trời chỗ sâu lại là một vòng cực buồn cổ phong nhìn về phía cái này ác linh một tiếng nói nhỏ buồn trong nháy mắt bi chi ý cảnh trực tiếp thi triển Bi Chi Linh, hiện lên cổ phong đỉnh đầu phía trên. Loại thứ ba ý cảnh Chi Linh, tất cả mọi người, trong đầu cũng là vô biên oanh minh, có thể tu luyện ra hai loại ý cảnh Chi Linh, đã là kỳ tích, cái này vẫn còn có loại thứ ba. Bi Chi ý cảnh thi triển, cổ phong trên người, tràn đầy vô biên bi thương ý tứ. Cái kia hướng về cổ phong vào tới ác linh, lập tức chấn động mạnh một cái. Nó nhìn về phía cổ phong ánh mắt, đúng là mê mang lên. Bởi vì, hắn cảm thấy cổ phong trên người cái kia bi thương, cái này bi thương, là hắn lãnh hội qua. Tuế Nguyệt, cổ phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh triển khai, một nghịch chuyển phương pháp, tìm kiếm cái này ác linh ký ức. Cái này ác linh, là ba người linh hồn, tập hợp lại cùng nhau. Tổ tôn ba đời, một người thiếu niên ra ra, là một chủng tộc tộc trưởng, có ngoại địch đột kích, loại này tộc tương diệt. Thiếu niên ra ra không thể không tu luyện cấm kỵ công pháp. Cái này cấm kỵ công pháp, mặc dù uy lực to lớn, nhưng cực kỳ dễ dàng để cho người ta lâm vào tà ma, một khi lâm vào tà ma chính là hóa thành chỉ biết giết hại cái xác không hồn thiếu niên gia gia tu luyện cấm kỵ công pháp về sau tu vi tăng nhiều tiêu diệt toàn bộ ngoại địch nhưng mà hắn ở đi qua phen này giết chóc về sau hóa thành tà ma thiếu niên gia gia bắt đầu tàn sát vô tội tộc nhân thiếu niên phụ thân vì ngăn lại thiếu niên gia gia chém giết vô tội tộc nhân hắn không thể không tu luyện cái này cấm kỵ công pháp tu luyện về sau hắn đã giết thiếu niên gia gia cũng chính là cha ruột của mình thậm chí lúc ấy bởi vì tâm ma ảnh hưởng hắn thôn vệ cha mình linh hồn về sau hắn lâm vào vô biên thống khổ nhưng mà hắn cũng không thể khống chế lại lòng của mình hắn ở công pháp phản vệ phía dưới cũng là lâm vào tà ma cuối cùng thiếu niên không thể không tu luyện cấm kỵ công pháp nhưng mà kết quả vẫn như cũ hắn chạm giết mình phụ thân về sau thôn vệ phụ thân linh hồn sau đó hắn cũng lâm vào tà ma hắn giết sạch toàn bộ chủng tộc mình tộc nhân lại giết chết tất cả mọi người về sau hắn mới thanh tỉnh lại nhưng đã chậm về sau hắn triệt để hóa thân tà ma cuối cùng trở thành ác linh sau đó cái này ác linh bị một cái cao tăng lấy tu vi cường đại áp chế ở mộc ngư có thể nói bất kể là thiếu niên vẫn là thiếu niên phụ thân thiếu niên gia gia cái này tổ tôn ba người cũng là người đáng thương bọn họ đều là vì tộc nhân mới tu luyện cấm kỵ công pháp nhưng mà bọn họ cuối cùng cứu tộc nhân cũng hải tộc nhân còn lâm vào vô biên thống khổ cổ phong nhìn về phía trước mắt ác linh mở miệng đã có buồn liền không nên lại có sát nghiệm ngao ngao ác linh ngơ ngác trôi nổi ở trước mặt cổ phong trong mắt tràn đầy mê mang bởi vì cổ phong trên người bi thương nhưng hắn không nghĩ đối cổ phong xuất thủ loại này buồn hắn lãnh hội qua thật sâu lãnh hội qua giờ phút này mọi người tại đây toàn bộ đều có chút ngốc trệ cái này ác linh hiển nhiên là cực kỳ khủng bố đồ vật mọi người vốn cho rằng, cổ phong sẽ cùng hắn bộc phát một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng, hắn giờ phút này vậy mà ngây ngốc trôi nổi ở trước mặt cổ phong. Đây là tình huống gì? Ác linh, người đang làm gì, còn chưa động thủ giết hắn? Tam bảo hòa thượng giờ phút này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này ác linh, là gặp được sinh linh, liền sẽ cắn nuốt tồn tại, sư tôn đem cái này ác linh mộc ngư đưa cho chính mình, còn cho mình một tấm thiếp thân tiên phù, mới có thể phòng ngừa cái này ác linh ra tay với mình mà lúc này, cái này ác linh, làm sao yên tĩnh trở lại. Buông xuống quá khứ, người sai, cũng không phải là xuất phát từ bản tâm, liền không nên đắm chìm trong thống khổ, người nên thanh tỉnh, vì chính mình làm ra tha tội. Độ, cổ phong mở miệng, tùy theo độ chi ý cảnh, thi triển. Độ chi ý cảnh giáng lâm, trực tiếp rơi vào ác linh trên thân. Ngao ngao, ác linh đầu tiên là chấn động, sau đó khản giọng giống to lên. Ác nghiệp, không nên lại có. Cổ phong cảm thấy, cái này ác linh bên trong, còn có ác nghiệp, lập tức, bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, lăng trị ý cảnh, trực tiếp giáng lâm. Lăng trị ý cảnh áp chế dưới, cái này ác linh thể nội ác nghiệp, cũng không còn cách nào tạo thành ảnh hưởng. Ngao ngao, từ từ, những cái này ác nghiệp, toàn bộ bị độ trị ý cảnh luyện hóa, tiêu tán ra. Ác linh trên người tà ma chi khí, dần dần tiêu tán. Cuối cùng, cái này ác linh, thân thể vậy mà tách ra, biến thành ba cái hư ảo hình bóng. Ba cái này hư ảo hình bóng, một thiếu niên, một cái trung niên, một cái lão niên. Ba người, thân ảnh, đã không có nửa phần khí tả ác. Tả ân công, ba người đúng là mở miệng, cùng nhau hướng về cổ phong cúi đầu. chương 2805, một hạt bụi, thấy một màn như vậy, tam bảo hòa thượng trong đầu phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể độ hóa ác linh, cái này ác linh ác niệm hạng gì sâu, hắn làm sao có thể độ hóa, cái này. Tam bảo giống như giống như gặp quỷ, nhìn xem cảnh này, toàn bộ tâm, cơ hồ sụp đổ. Tiên Phật tự bên này đám người, trong mắt cũng là mang theo sợ hãi thán phục. Như thế cực ác ác linh, vậy mà đều bị độ hóa. trí bác trong mắt lấp lóe lấy tinh mang, hướng về một màn này, không khỏi tự nói, đây mới là độ hóa, đây mới thật sự là độ hóa. Không cần nói cảm ơn, người tổ tôn ba người cùng ta có duyên. Cổ phong đạm ngữ, ân công, chúng ta nguyện ý đi theo ngài tả hữu Tổ tôn trong ba người, lão giả đối cổ phong mở miệng. Tiên Phật tử mọi người vừa nghe, trong mắt cũng là sáng lên. Cái này ác linh chi hồn, mặc dù chia ra làm ba, nhưng từng cái tu vi, cũng là tiếp cận thượng vị tiên tôn, ba cái tôn cấp hồn phách, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Tam bảo nơi này, đã triệt để mộng, cái này ác linh chi hồn, chẳng những không có giết đối phương, bây giờ bị độ hóa, lại còn muốn đi theo. Cổ phong mở miệng, ta cứu các ngươi, không phải là vì để cho các ngươi đi theo, vào luân hồi A, nếu có duyên, kiếp sau gặp lại tạ ân công trong mắt ba người lần nữa hiện lên vẻ cảm kích lại là hướng về phía cổ phong xá một cái thật sâu ngay sau đó bọn họ thân ảnh tiêu tán tam bảo hòa thượng giờ phút này đã sắc mặt trắng bạch hắn hôm nay đối mặt cổ phong đúng là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi từ đầu tới đuôi cũng là nghiền ép kết thúc cổ phong đạm ngữ thân ảnh lóe lên chính là đi tới tam bảo trước mặt ngay sau đó nâng lên chính là một quyền bây giờ tam bảo hòa thượng trọng thương mang theo đã không đáng để lo, cổ phong liền muốn một quyền oanh sát. Bảo, ra, giờ phút này tam bảo hét lớn một tiếng, lập tức trong nạp giới gần một trăm kiện bảo vật gào thét mà ra, hắn đoạt xá chân bảo vương triều bảo tôn trên người bảo vật vô số, tuế nguyệt cổ phong đạm ngữ trong nháy mắt tất cả bảo vật toàn bộ bị định trụ. cổ phong một quyền này lấp lóe lấy nghịch lăng hai lực hướng thẳng đến tam bảo đánh tới. oanh tam bảo tránh cũng không thể tránh thân thể trực tiếp bị cổ phong oanh chúng. Bành, lập tức, hắn toàn bộ thân thể, trực tiếp sụp đổ. Mà cái này hỏng mất trong thân thể, lại là bỗng nhiên bay ra một đạo kim sắc hư ảo hình bóng. Cái này hư ảo hình bóng, sinh ra một đôi kim sắc cánh, là một cái hòa thượng bộ dáng. Cái này, chính là tam bảo hòa thượng nguyên thần. Cái này nguyên thần vừa ra, cái kia một đôi cánh chim màu vàng bỗng nhiên vỗ một cái, bay thẳng ra. Cái này bay ra phương hướng, đúng là hướng về không trần đi ta đây nhục thân cũng không phải là phật môn người ta không cách nào phát huy toàn bộ thủ đoạn ta đoạt xá không trần liền lại đánh với ngươi một trận tam bảo trong lòng giống to giờ phút này thiêu đốt tu vi dùng hết tất cả phóng tới không trần đại sư không tốt cổ phong ánh mắt biến hóa quay người trực tiếp đuổi theo nhưng mà cho dù là cổ phong giờ phút này cũng là chậm một bước cái kia tam bảo nguyên thần trực tiếp chui vào không trần đại sư mi tâm a à, không trần đại sư một tiếng hết thảm Tam Bảo Nguyên Thần đã xông vào thức hải của hắn, phải chiếm đoạt hắn Nguyên Thần. Ngươi, muốn chết? Cổ Phong gặp vậy, bấm tay một điểm, trực tiếp điểm ở không Trần Đại Sư Mi Tâm phía trên. "Chủ nhân, lưu thủ." Giờ phút này, lão ngư thanh âm đột nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. "Lão ngư, ngươi đã tỉnh?" Cổ Phong kinh hỉ mở miệng, lão ngư thanh âm lần nữa truyền đến. "Chủ nhân, cái này hàng lâm giả chi hồn đã cùng không Trần Đại Sư Nguyên Thần hòa làm một thể, lúc này Ngươi mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, đều không thể cưỡng ép đem hắn khu trục, trừ phi ngươi đem Không Trần đại sư Nguyên Thần, cũng cùng một chỗ hủy diệt, cái này hàng lâm giả chi hồn, mới có thể chết. Nghe lão ngư mà nói, Cổ Phong cau mày, Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến, ba cái này bảo thời khắc sống còn, sẽ có loại này thủ đoạn. A à, a, à, Không Trần đại sư, lập tức tê giống lên, hắn Nguyên Thần đang bị tam bảo thôn vệ, cái này cực hạn thống khổ, không cách nào ngôn ngữ. Phương Trưởng đại sư Phương Trưởng đại sư trong nháy mắt, vô số người kinh hô, "Không Phong, giết ta, mau giết ta, miễn là ngươi giết ta, cái này hàng lâm giả cũng sẽ cùng chết, giết ta." Không Trần đại sư mặt mũi giữ tợn phía dưới, gào thét ra. Mà ngay sau đó, trong cơ thể hắn tam bảo hòa thượng thanh âm truyền đến. "Ha ha, Không Phong, đến a, giết ta, cùng lắm thì ta cùng với lão hòa thượng này cùng chết, kéo một triệu tội thay, không thua thiệt." Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, Phương Trưởng sư huynh Ta là sẽ không giết ngươi, mà cái này hàng lâm giả, ta tự có biện pháp diệt đi, ngươi chịu đựng. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, Bảy đạo kiếm ý phi ra, bảy đạo này kiếm ý, phân bố không Trần đại sư bốn phía, biến thành một tòa trận pháp, đem hắn phong ấn trong đó. Cổ Phong đây là lo lắng, cái kia Tam Bảo Hòa thượng nguyên thần đột nhiên chạy mất. Lão ngư, nhưng có biện pháp. Cổ Phong mở miệng, lão ngư mở miệng nói ra, lúc này, chỉ có thể dựa vào cái này không Trần ý niệm của mình chính hắn ý niệm nếu là có thể đánh bại hàng lâm giả đương nhiên sẽ không bị thôn phệ mà cũng ở giờ phút này oanh một đạo nổ thật to thanh âm ở tiên phật tự bên ngoài truyền đến đón lấy một thanh âm chính là truyền đến tiên phật tự tạc hòa thượng hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi cổ phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tiên phật tự xá lợi kim quang vòng bảo hộ bên ngoài đã xuất hiện một đám tu giả một đám này tu giả người cầm đầu chính là một tên thân mang đạo bào nam tử Bất quá, trên người hắn lại là tản ra hư không ma thú khí thức, lại sau người, cũng là vô số hư không ma thú. Bắc hư ma chủ, bất quá hắn hẳn là bị hàng lâm giả đoạt xã. Cổ phong ánh mắt đảo qua đạo kia bào nam tử, trong lòng đã định. Nghe phía bên ngoài thanh âm, không trần thể nội, lập tức truyền ra tam bảo hưng phấn thanh âm. Nhất trần, nhanh cứu ta, phá mở xá lợi kim quang phương pháp, ta đã cáo chi ngươi. Nhất trần giờ phút này đứng ở xá lợi kim quang vòng bảo hộ bên ngoài, sau lưng vô số hư không ma thú gào thét, hắn sắc mặt như thường, tam bảo hòa thượng, chớ nóng vội, hai vị kia sẽ tới rất nhanh, lấy sức một mình ta, còn không cách nào phá vỡ trận này. Xem ra, cái này vô song tiên vực hàng lâm giả, hôm nay muốn đến đông đủ. Cổ phong đáy mắt, tinh mang hiện lên, cũng đang cổ phong nghĩ tới đây thời điểm, tiên Phật tự bên ngoài, lại là một đám tu giả, ngút trời mà. Một đám này tu giả, chân đạp một cái to lớn bát quái la bàn. Chính là, thiên diễn tông đám người, người cầm đầu, chính là cách phân, cách phân một bên, còn đi theo một tên áo gai lão giả. Cách phân ánh mắt, trực tiếp rơi vào tiên Phật tự bên trong, cổ phong trên thân, lập tức mở miệng, cổ phong, người có thể nhận biết ta. Thanh ninh thể nội dị lực, là ngươi lưu, cổ phong đáy mắt sát ý hiện lên, lúc trước thanh ninh kém chút bỏ mình, cũng là bởi vì, đã từng bị người ở thể nội phía dưới một đạo dị lực. Mà cái kia dị lực khí tức, cùng người trước mắt, trên người giống nhau. Ha ha, Bản Linh tên Cách Vân, năm đó ngươi hỏng ta chuyện tốt, hôm nay cái này sổ sách, chúng ta cũng nên tính toán." Cách Vân cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy sát ý. Chương 2806: Tứ mạch Tề tụ. "Ta, hôm nay liền muốn trảm ngươi." Cổ Phong lạnh giọng một câu, nhất chân, "Cách Vân, đừng nói nhiều, mau mau phá mở xá lợi kim quang vòng bảo hộ." Tam bảo lập tức giống to, "Tốt, nhất chân mở miệng, lập tức bấm tay một điểm." Trong nháy mắt, bạch sắc dị lực từ trong cơ thể, gào thét mà ra, trực tiếp rơi vào xá lợi kim quang vòng bảo hộ phía trên. Ra, cách vân cũng là mở miệng, thanh sắc dị lực từ trong cơ thể, tàn phá bừa bãi mà ra, cũng là rơi vào xá lợi kim quang vòng bảo hộ phía trên. Hai loại dị lực hỗn hợp phía dưới, đúng là phóng xuất ra trước đó chưa từng có uy năng, tiếp xúc cùng chỗ, cái kia xá lợi kim quang, đúng là bắt đầu tiêu tán. Đây là tam bảo nhiều năm dò xét, phát hiện phá xá lợi kim quang biện pháp, chính là dùng, trừ bỏ Phật ra lực lượng bên ngoài, hai loại lực lượng hỗn hợp, cách vân đại biểu nho ra, một hạt bụi đại biểu đạo ra, hai người dị lực liên hợp, đang có hiệu quả. Lập tức, xá lợi kim quang, chính là bị phá ra. Một tên cũng không để lại, động thủ, cách vân lập tức cười lạnh một câu, vung tay lên. Trong nháy mắt, đông đảo thiên diễn tông tu giả, vọt thẳng giết mà ra. Động thủ, nhất trần cũng là mở miệng, lập tức đông đảo hư không ma thú, cũng là xông ra. Không chỉ có như thế, ngay tại lúc đó, rất nhiều chân bảo vương triều tu giả, giờ phút này cũng là từ hư không xông ra. Những người này cũng là tam bảo hòa thượng, sớm mai phục tốt, giờ phút này gặp đại trận bị phá, cũng là vọt vào tiên Phật tự. Giết, giết ha, Thiên Diễn Tông, Bắc Hư Ma thú, chân bảo vương triều tu giả, cùng một chỗ hướng về Đông Đảo Tiên Phật tự tu giả đánh tới. Ba phương này tu giả cộng lại, gần ngàn vạn tu giả, giờ phút này toàn bộ tràn vào tiên Phật tự. Tiên Phật tự tăng nhân, có 400 vạn đối mặt cái này ngàn vạn chúng có chút không đủ tăng thêm vào ngay hôm nay trượng bị đoạt xá bên trong mọi người trong lòng càng là không có lực lượng bên trên bầu trời một hạt bụi nhìn về phía cổ phong cười lạnh cổ phong cái này tiên phật tự người không gánh nổi a à, có đúng không long vực tu giả ở đâu cổ phong quát lạnh một tiếng oanh lập tức thiên phật tự phía trên hư không vỡ nát đón lấy như là vô cùng vô tận cự long chính là gào thét phi ra tham long cùng long tộc chín đại chi mạch chi chủ, giờ phút này đứng mũi chịu sao, toàn bộ hướng về cổ phong vào tới. Bái kiến đại nhân, tham long cầm đầu, đám người hướng về cổ phong, chính là cúi đầu. Long tộc, tiên Phật tự vừa mới sắc mặt khó coi đám người, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến lên. Bọn họ vốn không trông cậy vào long tộc tới cứu viện, bởi vì tiên Phật tự cùng long tộc cho tới nay, cũng không có quá lớn gặp nhau, lại không nghĩ rằng, cổ phong một câu phía dưới, long tộc toàn bộ đến đông đủ. Động thủ, Cổ Phong không nói hai lời, vung tay lên, lập tức, Tham Long cầm đầu, mang theo chín mạch chi chủ, cùng vô số Long tộc, trực tiếp gia nhập chiến trường. Nhất Trần cùng Cách Vân, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Mặc dù Cách Vân nhận được tin tức Cổ Phong đến Long tộc, nhưng không nghĩ tới, hắn đem toàn bộ Long vực người đều mang đến. Trong lúc nhất thời, hai phương thực lực đã tương đối. Đế Tông sở thuộc, nghênh chiến. Cổ Phong giờ phút này, mở miệng lần nữa, lập tức, Đế Tông Sơn môn mở trong lúc nhất thời luân hồi doanh tai nạn doanh thần thú doanh hỏa tàn đại nghiêu bạch tiểu ngốc triệu nô đông đảo tu giả toàn bộ sông ra một lần này để tiên phật tự bên này chỉnh thể chiến lực trực tiếp vượt qua hàng lâm giả ngay tại lúc đó một thanh âm từ nơi xa truyền đến ta có phải hay không tới chậm thanh âm này để cổ phong cảm thấy rất tinh tường ngẩng đầu chính là nhìn lại liền nhìn một cái trường dài vạn trượng to lớn cơ quan điều phi thiên mà đến cái kia cơ quan điều bên trên ngồi vô số tu giả những cái này tu giả một bên toàn bộ đi theo khôi lối cơ quan thú những cái này tu giả toàn bộ thuộc về thiên cơ tông cái kia người cầm đầu là một gã thân mang quần áo màu bạc nữ tử nhìn thấy nữ tử này cổ phong ánh mắt biến hóa thần nữ ở thiên linh tiên vực cổ phong liền cùng thần nữ nhiều trận ác chiến ở bích cơ tiên vực xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong cổ phong cuối cùng mới biết được cái kia thần nữ vẻn vẹn một đạo phân thân bản thể là Hàng Lâm giả. Bản thân một mực đối mặt thần nữ, chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Mà trước mắt cái này ngân y nữ tử, hiển nhiên liền là chân chính bản thể. Bản linh tên là Ngân Nguyệt, cổ phong, hôm nay mệnh của ngươi thuộc về ta. Ngân Nguyệt mở miệng, trong mắt sát ý lộ ra, rốt cuộc nàng mang tới Đông Đảo Thiên Cơ tông tu giả, cũng là trực tiếp gia nhập đại chiến. Hàng Lâm giả một phương, giờ phút này tất cả mọi người đến đông đủ. Bất kể là một hạt bụi, vẫn là cách phân hoặc là ngân nguyệt giờ phút này trên mặt cũng là cực kỳ tự tin đội hình như vậy phía dưới nếu là không có bản nguyên thần thạch bọn họ chỉ cảm giác mình một phương đã vô địch nhất trần ngân nguyệt hai người các ngươi ở một bên quan sát liền có thể cái này cổ phong năm đó hỏng ta chuyện tốt hôm nay ta liền trước chảm hắn lời nói tầm đó cách phân hướng thẳng đến cổ phong gào thét mà đến giờ phút này không trần đại sư thể nội tam bảo hòa thượng thanh âm truyền ra cổ phong thủ đoạn hay thay đổi cực kỳ lợi hại, các ngươi không thể một người đối mặt hắn. Ngân Nguyệt cùng nhất chân, lại là lơ đánh, dù sao Tam Bảo là bốn người bọn họ bên trong, chiến lược kém nhất. Lại, mặc dù, Nam vực sửa tình, bọn họ đã dò xét đến, nhưng dù sao đó là bởi vì cổ phong mượn nhờ bản nguyên thần thạch, nếu không tá trợ bản nguyên thần thạch, đối phương tu vi bất quá mới vào tôn cấp, mà bọn họ là thượng vị tiên tôn, lại cũng là thiên kiêu hạng người, làm sao sẽ đem cổ phong để vào mắt. Cách phân giờ phút này, trong tay ra một bức tranh, lập tức bỗng nhiên triển khai, đồng thời trong tay lại là xuất hiện một cây bút, lập tức điên cuồng sách họa, tùy theo một tiếng quát trói tai, kim giáp thần binh, hiện. Đưa tay tầm đó, cách phân chính là vẽ ra gần 100 cái cầm trong tay lợi kiếm, người khoác kim giáp binh sĩ. Lập tức, cái này gần 100 tên lính, từ trong bức tranh, vọt thẳng ra, cùng một chỗ hướng về cổ phong đánh tới. Vạn Ma Kỳ, cổ phong mở miệng, vạn Ma Kỳ, trực tiếp sơ lên, trong nháy mắt, vô số ma đầu, chính là gào thét mà ra. Ma đầu số lượng nhiều, nhiều vô số kể, gấp trăm lần so với kim giáp binh sĩ. Cái này gần 100 kim giáp binh sĩ, trực tiếp bị vô số ma đầu vây quét, rất nhanh chính là bắt đầu sụp đổ. Có chút ý tứ, bất quá, ta cũng không phải tam bảo tên phế vật kia, thư hóa thiên địa, gông xiềng. Cách phân vừa nói, cầm trong tay đại bút, đang vẽ quyển phía trên, viết gông xiềng, hai chữ. Cái này, gông xiềng, hai chữ, trong nháy mắt biến ảo mà ra, đúng là biến thành một cái thực chất to lớn gông xiềng, hướng thẳng đến cổ phong đi. Chỉ đến như thế, cổ phong một tiếng đạm ngữ, nhìn về phía trước mắt bị kiếm trận vòng quanh không trần, mở miệng, phương trượng sư huynh, nếu muốn thoát khốn, cần nhờ ngươi ý niệm của mình, ngươi như thất bại bị thôn vệ, ta sẽ đem hắn chém giết, báo thù cho ngươi. Lời nói rơi xuống, cổ phong phóng lên tận trời, cánh tay phải trong nháy mắt cơ bắp nhô lên, kim quang nhấp nháy, ma văn hiện lên. Một quyền, trực tiếp oanh ra, bành, cái kia gông xiềng, trong nháy mắt sụp đổ, cách vân gặp vậy, biến sắc, thư họa thiên địa, cho ta. Đón lấy, cổ phong nhìn về phía cách vân, lãnh ngữ kết thúc, cửu dương chi linh, dương ngư vòng xoáy. Lời nói tầm đó, dương ngư ngọc phía trên, quang mang nộ phóng. Đón lấy, cửu dương chi linh, toàn bộ sông ra. chương 2807, trận áp cách vân. Giống, ngao, cửu dương chi linh bay ra trong nháy mắt, một cỗ phô thiên cái địa cực nóng chi khí, chính là tản mạn ra. Ngay từ đầu, cổ phong không cách nào hoàn toàn điều khiển dương ngư ngọc, cũng vô pháp đem hắn chân chính uy năng phát huy, mà ở song ngư tiên vực lấy được truyền thừa, lại đạt tới tôn cấp, cổ phong đã có thể triệt để khống chế cửu dương chi linh. Cửu dương chi linh biến hóa thủ đoạn có rất nhiều, dương ngư vòng xoáy, chính là thứ nhất, đây là, tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái kia chín cái to lớn hỏa đoàn bên trong, là chín cái sinh linh, lại từng cái sinh linh khí tức, đều đang tôn cấp. Nhất Trần cùng Ngân Nguyệt, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng lại như cũng không có động thủ. Chỉ thấy, cái này cửu dương chi linh, lập tức cực tốc quấn vòng. Đón lấy, biến thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, cái này hỏa diễm vòng xoáy bên trong, chín cái tiên thú hình bóng như ẩn như hiện, tản ra đốt cháy thiên địa chi uy. Nhận lấy cái chết, cổ phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, ngọn lửa kia vòng xoáy, trực tiếp chính là hướng về cách vân rơi đi thư hỏa thiên địa, nho ra thánh thân, cách vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức, trong tay hắn bút cực tốc vũ động, liền nhìn, từng đợt thanh sắc dị lực gào thét mà ra, cái này vô biên thanh sắc dị lực, ở hắn thân thể bên ngoài, cô động thành một cái cầm trong tay quạt xếp đại nho hư ảnh. Cái kia đại nho hư ảnh, nhìn về phía cổ phong, trên trán đều là ý khinh miệt, trong tay quạt xếp, lập tức một cái. Cái này một phiến phía, phía dưới, vô số văn tự hư ảnh, từ trong đó tàn phá bừa bãi mà ra, từng cái văn tự, đều hóa thành một cái yêu vật. Nói là nhau giả, lại như cuối cùng yêu làm bạn, không như đốt tận, đốt. Cổ phong gặp vậy, cười lạnh một câu, bấm tay một điểm. Lập tức, ngọn lửa kia vòng xoáy đường kính trong nháy mắt tăng vọt, bất quá trong hô hấp, chính là biến ảo hết sức to lớn. Những cái kia văn tự biến thành yêu vật, chạm đến hỏa diễm vòng xoáy, lập tức bị đốt cháy hóa thành cho tàn. Làm sao có thể, cái thế giới này lực lượng, làm sao có thể. Cách phân ánh mắt lại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra bản thân này tất sát thủ đoạn đối với đối phương vậy mà vô dụng tuế nguyệt lăng cổ phong mở miệng lần nữa tuế nguyệt ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh trong nháy mắt triển khai tuế nguyệt chi linh hiện lên tuế nguyệt lão giả hư ảnh trong tay bấm niệm pháp quyết bấm tay một điểm một đầu tuế nguyệt đại hà hư ảnh chính là hiện lên cái này tuế nguyệt đại hà hư ảnh xông ra trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn xiềng xích trực tiếp đem cái kia đại nho hư ảnh bao ở trong đó trong nháy mắt, Cách Vân cảm thấy một cỗ giam cầm lực lượng. Mà không chờ hắn tới kịp tranh đoạt, cổ phong chín đạo chí tôn đạo niệm phi ra, biến thành lăng núi vàng, chính là giáng lâm. Trực tiếp, chân áp mà xuống. Một lần này, Cách Vân cùng thân thể bên ngoài, cái kia đại nho hư ảnh, toàn bộ bị giam cầm. Dương ngư vòng xoáy, cổ phong mở miệng, nhất chân, ngân nguyệt, cứu ta. Cách Vân gặp vậy, lập tức một tiếng kinh hô. Cách Vân đạo hiểu, lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể chống đối, ngươi yên tâm, Chúng ta sẽ không để cho ngươi chết." Nhất Trần lập tức cười một tiếng, "Ngươi không phải mình nói, một người có thể đủ diệt hắn sao? Nghĩ bản thân độc chiếm tạo hóa, bây giờ lại để van cầu cứu." Ngân Nguyệt khinh thường một câu, "Bốn người mặc dù đến từ một cái thế giới, nhưng bọn hắn đại biểu lại là tứ mạch, riêng phần mình đều có ích lợi của mình. Bất kể là trước hết nhất tới trước tam bảo, vẫn là vừa mới cái thứ nhất ra tay trước cách vân, mục đích cũng là rất đơn giản, nghĩ bản thân trước một bước, lấy được tạo hóa Đối mặt loại tình huống này, nhất Trần cùng Ngân Nguyệt, tự nhiên không cần thiết xuất thủ. Đáng chết, hai người các ngươi, cách phân giống to, nhưng là nói không ra lời. Hắn người đầu tiên xuất thủ, đích thật là vì cổ phong trên người tạo hóa, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cổ phong bây giờ vì Nam vực chi chủ, trên người có một khối bản nguyên thần thạch. Giờ phút này, Tam Bảo cùng Không Trần đại sư Nguyên Thần, như cũ ở hai bên đại chiến, Tam Bảo thanh âm từ Không Trần đại sư thể nội truyền ra. Các ngươi lúc này còn không liên hợp sau đó tất nhiên hối hận nhất trần cùng ngân nguyệt nghe thấy như cũng không hề bị lay động bên này cổ phong bấm tay một điểm dương ngư vòng xoáy chính là đã giáng lâm to lớn dương ngư vòng xoáy thiêu đốt lấy ngập trời kim diễm đem cách vân cùng cái kia đại nho hư ảnh cùng một chỗ bao ở trong đó bắt đầu đốt cháy người muốn giết ta không dễ dàng như vậy giờ phút này cách vân giống to trên người tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát mặc dù thân thể không cách nào di động nhưng thể nội tu vi lại là không ngừng tuôn ra rót vào thân thể bên ngoài cái kia đại nho hư ảnh bên trong bên trên bầu trời nhất trần cùng ngân nguyệt nhìn thấy cảnh này trong mắt tinh mang lấp lóe là lúc này rồi ngân nguyệt công chúa người trước xuất thủ hay là ta trước nhất trần mở miệng cười hắn và ngân nguyệt mục đích đều rất đơn giản bọn họ biết được cổ phong bảy đạo kiếm ý cùng dương ngư ngọc chính là to lớn nhất hát chủ bài bây giờ bảy đạo kiếm ý biến thành trận pháp khốn trụ dung nhập không trần thể nội tam bảo Dương Ngư Ngọc cửu Dương Chi Linh, chân áp cách vân, theo bọn hắn nghĩ, cổ phong thủ đoạn mạnh nhất, đã dùng hết. Lúc này, mượn hai người kiềm chế, đúng là bọn họ xuất thủ chém giết cổ phong cơ hội tốt nhất, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, cổ phong chém giết tam bảo cùng cách vân, Dương Ngư Ngọc cùng kiếm ý lại có thể sử dụng, bọn họ đem lâm vào cục diện bất lợi. Cơ hội này, liền tặng cho ngươi, Ngân Nguyệt mở miệng cười, nhất trần đáy mắt hào quang lóe lên, giờ phút này hắn và Ngân Nguyệt đều là đang cược cược cổ phong còn có hay không át chủ bài nếu như hắn đánh cuộc đúng cổ phong đã không có át chủ bài hắn liền có thể đánh bại cổ phong lấy được tạo hóa nhưng hắn nếu cược sai về sau cơ hội liền thuộc về ngân nguyệt nhất trần trong mắt lóe lên kiên quyết vậy liền đa tạ lời nói tầm đó nhất trần vung tay lên bảy viên ngọc phù chính là gào thét mà ra cái này bảy viên ngọc phù phi ra mỗi một đạo ngọc phù phía trên cũng là quang mang thiểm thước đón lấy một mai ngọc phù bên trong một cái to lớn yêu vật, chính là phi gia. Đây cũng không phải là hồn thể, mà là thực thể. Đây không phải thuộc ở cái thế giới này yêu vật, mà là đến từ nhất Trần thế giới, cái này yêu vật phi gia, trên đó chính là giấy lên bạch sắc hỏa diễm. Không thuộc ở cái thế giới này đồ vật, sẽ bị quy tắc hạn chế, sẽ có hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng lập tức liền hỏa diễm thiêu đốt, nghĩ trong thời gian ngắn, đem cái này yêu vật giết chết, cũng không dễ dàng. Lại, cái này yêu vật khí tức, là thượng vị tiên tôn cấp. Đây không phải hồn thể, nếu như chỉ là một cái thượng vị tiên tôn cấp yêu hồn, chiến lược kém xa bình thường thượng vị tiên tôn, nhưng đây là một cái thực thể, là một cái hàng thật giá thật yêu vật. Cổ phong, bây giờ ngươi đã thủ đoạn dùng hết, ta liền dùng yêu phù, đem hắn chém giết. Đi, nhất trần mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào một cán phất trần hiện lên, trực tiếp hất lên. Một lần này vùng phía dưới, cái kia thượng vị tiên tôn cấp yêu vật, chính là hướng về cổ phong trùng sát đi. Này yêu vật, ngày thường nghiêu đầu nhân thân, thân thể phía trên, tràn đầy nồng đậm bộ lông. Ha ha, người có thu lấy yêu vật, ta nhưng cũng có thu lấy tôn cấp chi hồn, tôn hồn ngọc phù. Cổ phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, mười mai ngọc phù chính là phi ra, cái này mười mai ngọc phù phía trên, trong nháy mắt cũng là tản ra tôn cấp khí tức. Trường 2808, thập sát chân thần trận. Mà cái kia từng cái ngọc phù bên trong, vậy mà đều là một cái ngày thường một đôi cánh chim màu trắng hư ảo thân ảnh. Tôn hồn ngọc phù, cổ phong có 100 mai, đều là lúc trước, chém giết kiếm bạch tử mang tới 100 người, luyện hóa. 100 người này, có thể nói, cùng nhất trần một dạng, đều thuộc về đạo môn người. 10 cái tôn hồn ngọc phù phi ra, lập tức đem yêu vật kia vần quanh. 10 cái tôn hồn ngọc phù bên trong hàng lâm giả chi hồn, đã bị cổ phong khống chế sinh tử, cổ phong một cái ý niệm trong đầu. 10 cái này hàng lâm giả chi hồn, lập tức điên cuồng thôi động tu vi. Lập tức, 10 đạo bạch sắc dị lực, chính là từ 10 cái tôn hồn ngọc phù bên trong phi ra, cùng một chỗ đánh vào yêu vật kia phía trên. Ngao, cái này ngày thường như đầu nhân thân yêu vật, trong nháy mắt một tiếng kêu rên. Đón lấy, thân thể của hắn, đúng là run rẩy lên. Đúng là, hoàn toàn bị 10 mai tôn hồn ngọc phù chân áp. Nói đến, cũng là nhất trần suối quẩy, hắn cái này yêu phù bên trong yêu ma, vốn là hắn lấy đạo môn thủ đoạn chân áp, như thế yêu ma đối với đạo môn lực lược, đặc biệt kiêng kỵ, giờ phút này, Cổ Phong cái này mười mai tôn hồn ngọc phù bên trong, cũng đều lời nói cửa hàng Lâm Giả chi hồn, như thế, bọn họ bạch sắc dị lực, cũng là đạo môn lực lượng. Như thế, đúng lúc hoàn toàn trấn áp cái này yêu vật. Đáng chết, nhất chân sắc mặt đại biến, hắn là kiếm bạch tử thuộc hạ, một mực được an bài ở nơi này vô song tiên vực, kiếm bạch tử bị cổ phong đánh bại sự tình, hắn cũng có nghe thấy, nhưng hắn phần lớn là cho rằng cổ phong dựa vào bản nguyên thần thạch, mà kiếm bạch tử một trận chiến này, cực kỳ mất mặt tự nhiên cũng sẽ không cùng mình thuộc hạ kể lại cụ thể bản thân làm sao bị Cổ Phong đánh bại quá trình. Như thế, Nhất Trần căn bản cũng không biết, Cổ Phong đánh chết Kiếm Bạch Tử 100 tôn cấp thuộc hạ, tự nhiên càng sẽ không biết, có tôn này Hồn Ngọc phù tồn tại. Người thủ đoạn này, so với người chủ tử Kiếm Bạch Tử còn kém không ít. Cổ Phong giờ phút này, cười nhạt một câu, "Hừ, ta xem ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài." Loại thứ hai yêu, ra." Nhất Trần mở miệng, lập tức bấm tay lại là một điểm như thế, hắn tầm đó tiện tay quang ra bảy viên ngọc phù bên trong, cái thứ hai ngọc phù bên trong, cũng là một cái to lớn yêu vật phi ra. Tôn hồn ngọc phù, cổ phong gặp vậy, mỉm cười, hơi vung tay, lại là mười mai tôn hồn ngọc phù phi ra. Trực tiếp, lại là đem yêu vật kia trấn áp, đáng chết, ta không tin, đệ tam đại yêu, lớn thứ tư yêu, nhất trần có chút điên cuồng, trong lúc nhất thời không ngừng thôi động ngọc phù. Còn dư lại năm viên ngọc phù quang mang thiểm thước, lại là bay ra năm cái yêu vật. Mà cổ phong bên này, sắc mặt như thường, tôn hồn ngọc phù, không ngừng phi ra, trực tiếp lại là đem năm cái yêu vật chân áp. Người đến cùng giết bao nhiêu ta đạo môn người, nhất trần con mắt trợn to, như vậy một hồi, đối phương đã sử dụng 70 quả ngọc phù, kia liền là chém giết 70 cái đạo môn tu giả A. À. Không có nhiều, nhiều ngươi một cái, cũng là không nhiều. Cổ phong đạm ngữ, kiếm đạo chi thân, nhất trần giờ phút này, cũng không dám lại do dự, trong lúc nhất thời tu vi điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất lập tức trong cơ thể vô biên bạch sắc dị lực gào thét mà ra cái này vô biên bạch sắc dị lực ở tại thân thể bên ngoài biến thành một tôn to lớn đạo sĩ hư ảnh đạo sĩ kia hư ảnh trong tay cầm kiếm kiếm này phía trên tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý giết cổ phong đáy mắt quang mang hơi hơi biến hóa kiếm ý này là giết chết kiếm ý lấy giết dung nhập kiếm ý cùng lúc đó chỉ thấy đạo sĩ hư ảnh về sau vô số oan hồn hình bóng hiện lên. Hiển nhiên, đây là đã từng chết ở kiếm ý này phía dưới oan hồn. Cổ phong, ta thiêu đốt vạn năm tu vi cô động kiếm đạo chi thân, hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ, giết. Lời nói chỉ thấy, đạo sĩ hư ảnh quanh thân mang theo sát ý ngút trời, một kiếm, hướng về cổ phong chém giết mà đến. Kiếm này, mang theo sát ý, hết sức khủng bố. Cổ phong chỉ cảm thấy, này giết chết kiếm ý, so với chính mình cảm ngộ sát chi ý cảnh sao, muốn cao thâm hơn cổ phong thân thể cũng là bị giam cầm thêm vài phần. Không do dự nữa, cổ phong đáy mắt sát ý hiện lên, chuẩn bị thi triển thần thú luyện thiên trận. Cũng đang cổ phong đáy mắt sát ý hiện lên đồng thời. Cổ phong trên người, sát chi ý cảnh, bỗng nhiên bộc phát, đỉnh đầu phía trên, cái kia sát chi linh, vậy mà tự hành hiện lên. Sát chi linh hết sức khinh miệt thanh âm, truyền vào cổ phong trong tai. Hắn cái này cũng gọi giết, nghe được thanh âm này, cổ phong hết sức kinh ngạc. Ở dĩ vãng, Hắn chưa bao giờ cùng ý cảnh chi linh trao đổi qua, cái này còn là lần đầu tiên, nghe được ý cảnh chi linh thanh âm, chính như lão ngư nói tới, bản thân cái này ý cảnh chi linh là không vào luân hồi tu giả chi hồn bị bản thân tu hành ý cảnh dẫn tới, như thế bọn họ đều là có linh trí. Ngươi có biện pháp, liền nhanh dùng, Cổ Phong mở miệng, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, ta không cách nào bộc phát quá mạnh lực lượng, bất quá, mượn nhờ ngươi những cái kia ngọc phù, diệt sát trước mắt cái này đạo môn ngu xuẩn, không khó lắm sát chi linh áo bảo sám phía dưới, thanh âm lại là truyền ra. Tốt, cổ phong không nói hai lời, trực tiếp hơi vung tay. Lập tức, còn lại 30 mai tôn hồn ngọc phù, chính là bay thẳng ra. Tử thần tùy tùng, hóa, sát chi linh mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm. Lập tức, phổ biến sát chi ý cảnh cùng sát khí, từ cổ phong trên người mà ra, trực tiếp sáp nhập vào 30 mai tôn hồn ngọc phù bên trong. 30 mai tôn hồn ngọc phù bên trong, những cái kia ngày thường bạch sắc hư ảnh hư ảo thân ảnh, trong nháy mắt cái kia cánh chim màu trắng, biến thành màu xám, bọn họ đáy mắt, nhất thời sát ý bộc phát ra. Đón lấy, ba 30 mai tôn hồn ngọc phù, mỗi ba cái hòa làm một thể. Đúng là ngưng luyện ra 10 cái thân mang áo bảo xám, cầm trong tay lưỡi hái thân ảnh. Thân ảnh này trang phục ngoại hình, cùng cổ phong đỉnh đầu phía trên sát chi linh cực kỳ tưởng tượng, bất đồng duy nhất là, bọn họ không có lấy mũ bao lại khuôn mặt, bọn họ ló đầu ra, mà cái kia đầu, là một cái màu xám cho đầu lâu cầm trong tay liêm đao thân mang áo bào cho khô lâu nhân hình tượng này để cho người ta nhìn đến chính là cảm giác tân sinh sợ hãi bất quá trong nháy mắt mười cái cầm trong tay lưỡi hái khô lâu nhân đã xuất hiện lại hướng thẳng đến nhất trần phóng đi ngao ngao thình thịch mười cái khô lâu nhân gào thét lấy từng cái góc độ hướng về nhất trần trùng sắt đi trong tay liêm đao không ngừng bổ ra hơn nữa mười cái này khô lâu nhân cũng không phải là vô não xông ra, bọn họ đúng là lấy một loại cực kỳ quỷ dị trận hình xuất thủ, tựa như tạo thành một cái trận pháp. Nhất trần giờ phút này, hoàn toàn lâm vào 10 cái khô lâu nhân vi sát chi chung. Thân thể của hắn bên ngoài, kiếm kia đạo chi thân, mặc dù khủng bố, nhưng trong lúc nhất thời, bị 10 cái khô lâu nhân, áp chế hoàn toàn. Đây là, thập sát chân thần trận, người là, làm sao có thể, nhất trần đầu ông một tiếng, trận pháp này, hắn từng nghe nói qua, nhưng, người kia, hẳn là chết đi từ lâu, lại căn bản không thuộc về cái này tội giới A, à, điều này sao có thể. Ta sẽ không chết, Nhất Trần cắn răng, giờ phút này hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng thiêu đốt Tu Vi, chút vào kiếm đạo chi thân bên trong. Để ngăn cản 10 cái kia khô lâu nhân tiến công, bất quá, hắn đã triệt để rơi vào hạ phong, bại cục đã định, chỉ là sớm muộn sự tình. Trường 2809, Trúc Thiên Ma Thần Nhất Trần cũng bị chân áp, bất kể là tam bảo, vẫn là cách vân hoặc là nhất trần, cứ tiếp như thế, đều chỉ có một con đường chết một đầu. Mà bọn họ một khi đều đã chết, Ngân Nguyệt, tự nhiên cũng là lâm vào nguy hiểm. Ngân Nguyệt, còn chờ cái gì? Chúng ta chết rồi, người cũng không chiếm được tạo hóa. Còn không mau xuất thủ, nhất trần mấy người, lập tức nhao nhao mở miệng. Bọn họ nguyên một đám, đều đánh giá thấp cổ phong thực lực. Bây giờ, chỉ còn lại có Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt từ bầu trời bay xuống, nhìn về phía cổ phong, cổ phong, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, dạng này mới có chút y tứ. Ngân Nguyệt, hôm nay người ta cũng nên có cái chấm dứt. Cổ phong thanh âm bình thản, ha ha, cắt đứt, người đã dùng huyết thủ đoạn, người cho rằng, người bây giờ, hay là của ta đối thủ sao? Hôm nay, liền như người chết ở ta ma môn rốt cuộc thủ đoạn, lớn diễm trúc thiên ma thần thuật phía dưới. Mở, Ngân Nguyệt mở miệng, ngực của nàng một cái hắc sắc vòng ngọc, bay thẳng ra. Cái này vòng ngọc ngoại hình, là một cái toàn thân ma văn lượn lờ, phía sau ngày thường tam đôi sáu cái hắc sắc vũ rực, đầu sinh ma giác đại ma. Theo Ngân Nguyệt trong tay bấm niệm pháp quyết, tăng thêm hắc sắc dị lực chút vào. Cái này vòng ngọc, lập tức quang mang nộ phóng, đón lấy, vòng ngọc cực tốt biến hóa, bất quá trong hô hấp, cái này vòng ngọc chính là biến thành một tôn ngàn trượng cao hắc sắc ngọc thạch tượng nặn. Ngân Nguyệt vậy mà đem ma môn trí bảo trúc thiên ma thần đai lưng ngọc đến, cái này cổ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, cổ phong tạo hóa, chỉ sợ đều sẽ về Ngân Nguyệt tất cả. Đáng hận, nhất trần mấy người gặp vậy, lập tức nhao nhao mở miệng. Bọn họ biết rõ, bảo này uy lực, giờ phút này đã cho rằng, ngân nguyệt tất thắng không thể nghi ngờ. Cổ khí tức này, cổ phong giờ phút này, sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn từ đó bảo phía trên, cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng thấy khủng bố khí tức. Giang giác, đón lấy, chỉ thấy cái này hắc sắc ngọc thạch tượng nặn phía trên, đúng là xuất hiện rất nhiều vết dạn. Bành, chỉ thấy, cái này hắc sắc ngọc thạch tượng nắn ra sụp đổ. Đón lấy, cái này to lớn ma vật hai mắt, bỗng nhiên mở ra. Hắn trong đôi mắt, đen kịt một màu, mang theo trống rỗng, hắn mở ra cửa, trong miệng thanh âm truyền ra. Trúc Thiên, lời vừa nói ra, hắn thân thể phía trên, chính là giấy lên ngọn lửa màu đen. Cái này hỏa diễm, đang đối với hắn đốt cháy, đây là quy tắc chi hỏa, đối với không thuộc ở cái thế giới này đồ vật hạn chế. Nhưng mà, cái này hỏa diễm đốt cháy, đối với cái này to lớn ma vật mà nói, lại tựa như không có chút nào tác dụng. Ha ha, Trúc Thiên Ma Thần, vốn là ở ma diễm bên trong sinh trường, thế gian này bất luận cái gì chi hỏa, đều không thể đem hắn thiêu hủy. Hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ, mời ma thần đại nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt mở miệng, cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết chính là bay thẳng ra. Cái này tinh huyết, rơi vào cái kia Trúc Thiên Ma Thần thân thể to lớn bên trong. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt, riêng phần mình hiện lên một cái huyết điểm. Hắn nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy sát ý, giết hắn mở miệng tầm đó, sau lưng sáu cái hắc sắc vũ rực bỗng nhiên triển khai, đồng thời, phía sau nổi lên một vòng to lớn hắc sắc thái dương hư ảnh. Hắc sắc mặt trời, tản ra hắc sắc quang mang, tất cả những thứ này, thoạt nhìn khủng bố một cách yêu dị. Trúc Thiên Ma Thần, chủ nhân, đây là truyền thuyết đồ vật, mặc dù trước mắt, đây sẽ không là Trúc Thiên Ma Thần bản thể, chỉ sợ là thứ nhất đạo hóa thân loại hình, nhưng nàng thực lực, bán đế phía dưới, đã vô địch. Lão ngư thanh âm, lập tức ở cổ phong trong lòng vang lên cho dù là ma thần, hôm nay, ta cũng muốn luyện hóa, không không, Lam Lân, Đà Điểu, Thanh Loan, Kim Quy, ra. Cổ phong lập tức một tiếng quát lớn, ngay sau đó, năm đại tiên thú, cùng nhau phi ra. Cổ phong trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, thần thú luyện thiên trận, cho ta hóa. Giống, năm đại tiên thú, cùng nhau một tiếng gào thét, không không làm trung tâm, năm đại tiên thú, thân thể cực tốc cự đại hóa. Liệt diễm thần viên, nước đá kỳ lân, thiên ma khổng tước, thanh loan tiên chim, lôi điện kim quy. Năm đại tiên thú, toàn bộ biến hóa bản thể. Năm đại tiên thú, tốc độ cực nhanh, trực tiếp phân bộ ở cái kia trúc thiên ma thần bốn phía, đem hắn bao vây vần quanh. Ngân Nguyệt lại là lơ đánh, trúc thiên ma thần, càng là cũng chưa hề đụng tới. Đón lấy, năm đại tiên thú, thân thể phía trên, riêng phần mình dâng lên một đạo yêu khí quang trụ. Cái này yêu khí quang trụ tại thiên không tổ hợp, huyễn hóa thành một cái, to lớn hình cầu lò luyện, cái này to lớn hình cầu lò luyện, trực tiếp đem trúc thiên ma thần bao ở trong đó, đón lấy, ngũ sắc yêu hỏa biến ảo, bắt đầu thiêu đốt. Hình cầu này lò luyện, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Cổ phong, người trận pháp này, có chút ý tứ, nhưng ở trước mặt trúc thiên ma thần, không chịu nổi một kích. Ngân Nguyệt giờ phút này, cười lạnh một câu, ngao, chỉ nghe, hình cầu kia lò luyện bên trong, trúc thiên ma thần một tiếng gào thét. Đón lấy, sau người, cái kia hắc sắc thái dương hư ảnh, tản ra trước đó chưa từng có quang mang hắc sắc hỏa diếm từ hình cầu lò luyện bên trong, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Bành bành bành, hình cầu kia lò luyện phía trên, vết dạn hiện lên, lấp lóe lấy hắc quang. Không không ngũ thú, sắc mặt tái đi, không nói hai lời, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, máu tươi của bọn hắn cùng bản thân yêu khí dung hợp, cô động thành năm cái xiềng xích, trực tiếp quấn quanh ở hình cầu kia lò luyện phía trên. Nhưng mà, hắc diếm còn đang không ngừng trùng kích, đồng thời trúc thiên ma thần hai tay triển khai không ngừng đánh phía lò luyện nội bộ, cái này lò luyện không ngừng oanh minh phía dưới, đã có dấu hiệu hỏng mất. Ngũ thu sắc mặt, càng ngày càng trắng bệch, ngân nguyệt cười lạnh, ha ha, dù cho ở nơi này tội giới, trúc thiên ma thần không cách nào phát huy toàn bộ chiến lực, cũng không phải ngươi mấy con này thú nhỏ có thể ứng đối. Có đúng không, tham long, quý vị, cổ phong sắc mặt lạnh lẽo, lập tức mở miệng, giống, theo cổ phong lời này rơi xuống, cái kia đang ở phía dưới tham dự đại chiến tham long lập tức một tiếng gào thét. Đón lấy, chỉ thấy cái kia thân thể, đúng là cực tốc biến hóa. Bất quá hô hấp chỉ thấy, hắn đúng là huyễn hóa thành ngàn trượng trưởng. Hắn toàn thân, vải màu đen, lấp lóe lấy sáng bóng trong suốt, cái kia vải màu đen phía trên, còn lấp lóe lấy ánh sáng bảy màu. Đồng thời, hắn đã sinh ra tám con sừng, phía sau một đôi hắc sắc cánh thịt, càng là bỗng nhiên vỗ lên. Cái này vỗ phía dưới, liền có hắc sắc hỏa diễm hiện lên. Ma Long, đây không phải thuộc về giới này sinh linh tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy tham long ngân nguyệt ánh mắt biến hóa bất quá ngay sau đó trong mắt chính là hóa thành vẻ tham lam này ma long người cái này tội giới run dế không có tư cách có được hôm nay liền muốn về bản linh bên này tham long hóa thành bản thể về sau phi thân mà tới trực tiếp tiến nhập thần thú luyện thiên trận một đạo yêu khí quang trụ trực tiếp từ trong cơ thể xông ra sáp nhập vào cái kia luyện thiên trong lò luyện tham long gia nhập để thần thú luyện thiên trận lần nữa thuê biến. Ông, luyện thiên lò luyện, chấn động chấn động, tiếp lấy khí thế bạo tăng, trên đó vết sạn, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cổ phong, trúc thiên lực lượng, không phải ngươi có thể chống lại. Ngân Nguyệt mở miệng, lạnh giọng một câu, ngay sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về bản thân mi tâm bỗng nhiên một điểm. chương 2810, sát hổ quy vị, điểm này phía dưới, Ngân Nguyệt khí tức, trong nháy mắt đê mê, khuôn mặt trực tiếp giả lên. Cùng lúc đó, giống trúc thiên ma thần tiếng gầm ở lò luyện bên trong lần nữa truyền ra ầm ầm ngay sau đó cái kia lò luyện rung mạnh vô biên vết giản lại là xuất hiện không được bao lâu lại muốn sụp đổ thần thú luyện thiên trận uy lực mỗi thêm một cái tiên thú uy lực chính là bạo tăng mấy lần tham long gia nhập đã để thần thú luyện thiên trận thuế biến nhưng vẫn như cũng không cách nào vây khốn trúc thiên ma thần trúc thiên ma thần lực lượng thật sự quá mức khủng bố cổ phong bây giờ người thủ đoạn dùng hết hiện tại, chỉ có một con đường chết, trúc thiên ma thần, phá mở trận này. Ngân Nguyệt sắc mặt trắng bệch phía dưới, lạnh lùng mở miệng. Giống, ầm ầm, liên thiên rong lô bên trong, truyền ra trúc thiên ma thần gào thét thanh âm, đồng thời vô biên cực nóng hắc mang không ngừng phát ra. Chủ nhân, cái này thần thú luyện thiên trận đã khốn không được này ma thần, một khi này ma thần thoát khốn, chúng ta lại không át chủ bài ngăn cản. Lão ngư không khỏi mở miệng, không có biện pháp khác sao, cổ phong không khỏi nói ra người cái này thần thú luyện thiên trận nếu là lại có thể gia nhập một cái tiên thú trận này liền có thể thành bảy phương trạng thái uy lực có thể trong nháy mắt thuế biến bất quá trong thời gian ngắn như vậy chủ nhân chỉ sợ không có cách nào thu phục một cái tôn cấp tiên thú lão ngư vừa nói có chút cảm thán bản mệnh tiên thú chờ chút có lẽ ta có biện pháp cổ phong con mắt trực tiếp sáng lên ngay sau đó quát khẽ một tiếng điều trị ý cảnh ý này cảnh triển khai trong nháy mắt cổ phong trong tay chính là ngưng luyện ra một đầu hư ảo cần câu, cái này hư ảo cần câu hướng về nơi xa, bỗng nhiên hất lên. Lập tức, cái kia hư ảo cần câu phía trên, dây câu rơi xuống. Cổ phong, tất cả đều là vô ích, mà thần sắp thoát khốn, người đem chết không có chỗ chôn Ngân Nguyệt cười lạnh, nàng hôm nay trận chiến này nắm chắc 10 phần. Vậy nhưng chưa hẳn, cổ phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Năm đó, cổ phong rời đi cái kia thả câu tiên hỏa về sau, cảm giác được, Bản thân lưu lại cần câu còn có một cái tiên thú mắc câu, chẳng qua là lúc đó Cổ Phong đã rời đi tiên hỏa, vô lễ lại đem hắn câu lên. Nhưng từ Kim Quy, Thanh Loan mấy thú đến xem, Cổ Phong có nắm chắc, mặc dù không biết con thú này là cái gì, nhưng chỉ cần có thể đem lần nữa câu ra, hắn tất nhiên nhận bản thân làm chủ. Về phần con thú này, tu vi có hay không tôn cấp, vậy phải xem thiên ý. Ngân Nguyệt trên mặt nhe răng cười hiện lên, lạnh giọng một câu, hôm nay không có người cứu được ngươi. Oanh cũng ở giờ phút này, chỉ nghe một đạo nổ thật to thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Đón lấy, hư không bỗng nhiên vỡ nát, ngay sau đó, ở vạn người chú ý bên trong, một quả đường kính chừng 10 vạn trượng to lớn tinh thần, từ hư không bên trong, chậm rãi ra. Cái này tinh thần phía trên, cỏ cây không sinh, thổ nhưỡng ảm đạm tối tăm, không có nửa điểm sinh cơ. Như là, một khỏa hành tinh chết, ha ha, người làm ra một cái không có sinh cơ tinh thần, liền muốn đánh bại ta. Ngân Nguyệt gặp vậy, lần nữa cười lạnh, oanh, giờ phút này, luyện thiên rong lô bên trong, tiếng oanh minh điên cuồng hơn, lò luyện sắp sụp đổ. Cái này, không phải một khỏa hành tinh chết, cổ phong nhìn mình câu đến một viên này to lớn tinh thần, trong mắt quang mang thiểm thước, hắn từ trong đó cảm thấy sinh cơ, lại cùng bản thân có khí thức tương liên. Cũng ở giờ phút này, cái này tinh thần bên trong, một thanh âm truyền ra. Chủ nhân của ta, là ngươi sao? Nghe đến lời này, toàn trường trong nháy mắt chấn động. Cái này cổ phong, từ hư không bên trong, câu đến một ngôi sao, lại có linh trí, còn nhận cổ phong là chủ nhân. Còn có so với cái này chuyện càng quái gì sao? Đây là, ngân nguyệt ánh mắt hơi hơi biến hóa, cổ phong nhìn về phía tinh thần mở miệng, là ta, ta, cần ngươi. Ta, rốt cuộc tìm được ngươi, chủ nhân, tinh thần bên trong, thanh âm truyền ra, đón lấy, để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Oanh, chỉ thấy, cái này tinh thần bỗng nhiên vết dạn dày đặc, ngay sau đó trực tiếp sụp đổ, sụp đổ phía dưới, đầy trời thổ nhưỡng phi thạch, phân tán bốn phía. Hỏng mất tinh thần bên trong, một cái màu xám cho tiểu miêu hiện lên trong mắt mọi người. Con mèo nhỏ này, nhìn như phổ thông, nhưng hắn có thể ngủ say ở một ngôi sao bên trong, tuyệt đối là bất phàm đồ vật. Vào ta thần thú luyện thiên trận, cổ phong trực tiếp mở miệng, là, chủ nhân, màu xám tiểu miêu mở miệng nói tiếng người, ngay sau đó trong miệng phát ra một đạo khủng bố tới cực điểm quát lớn, giống. Màu xám tiểu miêu cái này giống to thanh âm, là hổ khiếu. Đón lấy, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, cái này màu xám tiểu thân thể của mèo, đúng là cực tốc biến lớn. Hắn đúng là từ một con màu xám tiểu miêu, biến thành một cái dáng người ngàn trượng dài, toàn thân sinh tràn đầy bộ lông màu xám, tràn đầy sát lục chi khí, răng nanh chi tiêu hung mãnh cự hổ. Đây là sát lục chi hổ, cái này sinh linh không phải đã sớm biến mất sao? Ngân Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, mà ngay tại lúc đó cái kia giết chóc cửa hổ, mi tâm phía trên, một cái to lớn chữ vương hiện lên. Đón lấy, hắn trực tiếp gia nhập bên trong thần thú luyện thiên trận, đồng thời thân thể phía trên, dâng lên một đạo yêu khí quang trụ. Oanh, thần thú luyện thiên trận phía trên, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Bảy đại tiên thú, vần quanh, hàng ngũ bảy phương. Luyện thiên dòng lô phía trên, bốc cháy lên ngọn lửa bảy màu. Hắn khí tức, triệt để thuế biến, cũng không phải là giết chóc cửa hổ, là bảy đại tiên thú bên trong lợi hại nhất mà là có hắn thần thú luyện thiên trận rốt cục gom góp bảy phương hàng ngũ uy lực của nó đạt đến trước đó chưa từng có độ cao cho ta luyện hóa cổ phong mở miệng bấm tay bỗng nhiên một điểm hô lập tức ngọn lửa bảy màu phóng thích ngập trời chi uy trúc thiên ma thần hoàn toàn bị trấn áp trong đó hống hống trúc thiên ma thần trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết không có khả năng trúc thiên ma thần hóa thân làm sao có thể bị tội giới run dế đánh bại không có khả năng không có khả năng ngân nguyệt lớn tiếng gào thét luyện thiên rong lô co lại giờ phút này cổ phong một tiếng quát chói tai trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết hung hăng một điểm ong ong chỉ thấy liên thiên rong lô chấn động kịch liệt phía dưới cực tốc xoay tròn xoay tròn đồng thời lại cực tốc thu nhỏ không ngừng thu nhỏ phía dưới bên trong trúc thiên ma thần tiếng kêu thảm thiết càng đậm từng đợt huyết sắc xương mù hắn luyện thiên rong lô bên trong tiêu tán mà ra. Trúc thiên ma thần bị sinh sinh đè ép luyện hóa, 100 trường, 10 trường, một trường 3,3 mét, luyện thiên rong lô không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có một trường 3,3 mét. Nát, cổ phong mở miệng, lập tức, đã thu nhỏ đến một trường 3,3 mét luyện thiên rong lô, bỗng nhiên vỡ ra. Phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, một mảnh khói lửa, tùy theo tràn ngập, khói lửa tán đi, trúc thiên ma thần, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái sinh tràn đầy vết dạn hắc sắc vòng ngọc từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Phốc, giờ phút này, Ngân Nguyệt tâm thần trọng thương, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tin, kinh hô mở miệng, không. Tất cả, kết thúc, cổ phong bàn tay lớn vồ một cái, một tay lấy cái này vòng ngọc bắt bỏ vào trong tay, hung hăng bóp. Cái kia tràn đầy vết dạn hắc sắc vòng ngọc, nhất thời sụp đổ phốc, trúc thiên ma ngọc là ngân nguyệt tế luyện hồi lâu đồ vật, cùng tâm thần tương liên, một lần này, ngân nguyệt trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. chương 2811, Hoàng Kim Cự Trường Lần này phun ra máu tươi phía dưới, ngân nguyệt sắc mặt, đã hóa thành trắng bạch. Cổ phong vung tay lên, bảy đại tiên thú, lần nữa biến ảo luyện thiên rong lô, một lần này, đem ngân nguyệt bao ở trong đó. Không, ngân nguyệt gào thét, nhưng nàng giờ phút này trọng thương mang theo, trước mắt cái này luyện thiên rong lô, nàng làm sao cũng là không cách nào trốn ra kết thúc tất cả đều kết thúc nhất trần bị nhốt thập sát chân thần trận bên trong nhìn thấy cảnh này sắc mặt trắng bạch tại sao có thể như vậy kẻ này làm sao có thể mạnh như vậy cách vân bị nhốt dương ngư trong vòng xoáy nhìn thấy cảnh này đầu ông một tiếng bảy đại kiếm ý trận pháp bên trong không trần đại sư thể nội tam bảo thanh âm truyền ra sớm nói qua cho các ngươi muốn đồng loạt ra tay đồng loạt ra tay mới có cơ hội trấn áp kẻ này hiện tại kết thúc, tất cả đều kết thúc. Tất cả mọi người nghe đến lời này, toàn bộ trầm mặc. Nếu như Nhất Trần, Cách Vân, Ngân Nguyệt ba người đồng loạt ra tay, dù là cổ phong nhiều thủ đoạn, nhưng cùng lúc ứng đối ba người, cũng tất nhiên không địch lại. Nhưng bọn hắn quá mức tự cho là đúng, cho rằng cổ phong át chủ bài có hạn, cũng là vì một người độc chiếm tạo hóa, chính là từng bước từng bước đối cổ phong xuất thủ, kết quả toàn bộ bị chân áp. Giờ phút này, mỗi người đều hối hận tới cực điểm. Bất quá, hiện tại đã hối tiếc không kịp liên thiên dòng lô bên trong ngân nguyệt không cam lòng thanh âm truyền ra cổ phong có bản lĩnh đem ta chờ thả ra lại đi một trận chiến kết hợp ta bốn người lực lượng người thua không nghi ngờ rất đáng tiếc các ngươi đều không có cơ hội cổ phong cười lạnh một câu nói không sai cũng ở giờ phút này kiếm ý kia trận pháp bên trong không trần thể nội truyền ra một thanh âm thanh âm này không phải tam bảo mà là không trần không trần người muốn thôn phệ ta không có khả năng Ha ha, nhờ có Không Phong sư đệ một câu kia, sắp xuất thế tu hành, trước nhập thế hành tẩu, lời nói, để lão nạp có chỗ đốn ngộ, bây giờ lão nạp nguyên thần đột phá, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Không, đáng chết, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Chết, chỉ chốc lát sau, không trần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt của hắn đã là một mảnh thanh minh. Khí chất đã thuê biến, thấy một màn như vậy, cổ phong chính là đã minh bạch, đang cùng Tam Bảo nguyên thần lẫn nhau chiến đấu bên trong. Không Trần thắng lợi cuối cùng nhất, hắn nguyên thần chẳng những không có bị tam bảo thôn phệ, hắn ngược lại thôn phệ tam bảo nguyên thần, tu vi như thế tăng nhiều. Không Trần sư huynh, chúc mừng, Cổ Phong mở miệng cười to, vung tay lên, lập tức, Bảy đại kiếm ý biến thành kiếm trận lập tức tán đi, bảy đại kiếm ý bị Cổ Phong thu hồi. Giờ phút này, Không Trần phi thân mà đến, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu, đa tạ sư đệ cứu mạng. Không Trần sư huynh, không cần như thế, Cổ Phong cười nhạt, một tay lấy một căn thiền trượng ném cho không trần, nói, vật này, ta dùng không thuận tay. Cái này thiền trượng, chính là cổ phong từ tam bảo nơi đó có được trí bảo, ngũ trưởng thiền trượng, mà trước đó không trần thiền trượng, bất quá là cái này ngũ trưởng thiền trượng hàng nhái. Không trần gặp vậy, cũng là không có khách khí, một tay lấy thiền trượng nắm chặt nơi tay. Không trần đột phá tu vi, bây giờ tu vi, đơn độc chiến lực cùng ngân nguyệt ba người, đều không thua bao nhiêu. Hắn lập tức mở miệng, A-di-đà-phật hôm nay vô song tiên vực hàng lâm giả, cũng nên giải quyết. Nhìn thấy Tam Bảo bị thôn phệ, Ngân Nguyệt, Nhất Trần cùng cách vân ba người, sắc mặt trắng bạch. Tam Bảo đã chết, tiếp đó, chỉ sợ chính là bọn họ. Mà phía dưới, cái kia bác hư ma thú, chân Bảo Vương Triều, Thiên Cơ Tông cùng Thiên Diễn Tông Liên Minh Tu Giả, nhìn thấy bên trên bầu trời một màn này, nguyên một đám trong nháy mắt không có nửa phần lực lượng, tôn cấp cường giả đều thua, bọn họ sao còn có sức tái chiến. Kết thúc, từ hôm nay, vô song tiên vực, lại không hàng lâm giả. Cổ phong mở miệng, lập tức, chính là chuẩn bị tu vi lực lượng, toàn bộ bộc phát, sẽ bị chấn áp ba người, toàn bộ chấn áp. Mà, cũng vào thời khắc này, một đạo hùng hậu tới cực điểm, mang theo trước đó chưa từng có áp bách lực lão giả thanh âm, từ sâu trong hư không truyền ra. Ai, giết lão nạp đầu nhi, nghe được thanh âm này, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thanh âm này mang cho mọi người áp lực quá lớn, người này thực lực, tất nhiên đã vượt qua tôn cấp. Bán đế, đây là bán đế khí tức, cổ phong sắc mặt, khó coi. Nếu như trước mắt là ở Nam Vực, cổ phong dù cho đối mặt như kiếm bạch tử như vậy đế cấp còn không sợ, nhưng nơi này là vô song tiên vực, bản thân bản nguyên thần thạch vô dụng, bán đế cường giả, bản thân làm sao chống đối. Tiền bối, là cái này cổ phong giết tam bảo, tiền bối cứu ta chờ, xin tiền bối xuất thủ, ngân nguyệt, cách vân, nhất trần ba người, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cùng nhau đại hỉ hô to. Bọn họ minh bạch, Tam bảo sư tôn là như thế nào cường giả, hắn hôm nay nếu không tiếc đánh vỡ quy tắc xuất thủ, cổ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, giờ khắc này, hư không sụp đổ, đón lấy, để cho người ta đời này khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một cái chừng vạn trượng độ cao, giống như trong sáng hoàng kim chế tạo cự trường, từ hư không bên trong, dò ra. Lộ ra đồng thời, vô biên kim sắc hỏa diễm, chính là ở cái kia cự trường phía trên giấy lên. Đây là quy tắc chi hỏa, hiển nhiên, cái này bàn tay lớn màu vàng óng không phải giới này đồ vật ngay sau đó cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến là các ngươi hai cái này tội giới run rế hiện tại chết lời vừa nói ra cái kia to lớn kim sắc trưởng ấn hướng về cổ phong cùng không trần đại sư chính là hung hăng đánh tới giờ khắc này cổ phong cùng không trần thân thể trong nháy mắt chính là bị giam cầm đối mặt bán đế cường giả thân thể bọn họ liền di động đều làm không được nghịch cổ phong một tiếng quát lớn trong nháy mắt nghịch chi lực bộc phát, nghịch chi lực bạo phát xuống, cổ phong trên người giam cầm lực lượng, trực tiếp tiêu tán. Cổ phong khôi phục năng lực hành động, gặp vậy, không nói hai lời, một phát bắt được không trần, trực tiếp ném ra ngoài. Sư đệ, không trần giờ phút này thân thể bị giam cầm, không cách nào di động, hắn bị cổ phong ném ra, trực tiếp kinh hô mở miệng. Hắn hiểu được cổ phong ý tứ, cổ phong đem hắn ném ra, là muốn một người, đối mặt cái này bán đế cấp bàn tay lớn màu vàng óng mà hắn, thân thể bị giam cầm, giờ phút này đúng là không cách nào giúp Cổ Phong nửa phần. Ha ha, các ngươi mở miệng một tiếng tội giới, đem mình làm cao cao tại thượng thần linh, dù cho các ngươi là cửu thiên chi thần, hôm nay ta Cổ Phong cũng phải thí thần. Cổ Phong lời nói tầm đó, lập tức một tiếng quát lớn, dương ngư vòng xoáy, sát lục chi liêm, thần thú luyện thiên trận, kiếm ý chi trận ra. Loại này thời khắc sinh tử, Cổ Phong đã không có thời gian để ý tới bị trấn áp nhất trần ba người toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất cùng một chỗ tế ra. Cửu dương chi linh biến ảo đường kính ngàn trượng dương ngư vòng xoáy. Một trăm mai tôn hồn ngọc phù dung hợp sát lục chi khí, biến thành to lớn giết chóc liêm đao. Bảy đại tiên thú ngưng luyện thần thú luyện thiên trận, cùng bảy đại kiếm ý, bố trí chu thiên kiếm trận. Bốn đại sát chiêu, cùng một chỗ hướng về giống như hoàng kim đúc kim loại bàn tay lớn màu vàng óng oanh kích đi. Oanh, dương ngư vòng xoáy dẫn đầu đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, nhất thời sụp đổ. Cửu Dương Chi Linh, nguyên một đám khí thức huệ oải, trực tiếp hóa thành chín đạo lưu quang chui về cổ phong dương ngư ngọc bên trong. chương 2812, một đời phương trượng. Oanh, đón lấy, cái kia sát lục chi liêm, khoảng chừng bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, lưu lại một cái ấn ký, chính là sụp đổ. Một trăm mai tôn hồn ngọc phù, một cái khí tức, lập tức huệ oải. Bảo cho ta, cổ phong đã phát cuồng, không quản được nhiều như vậy, cửu dương chi linh, là dương ngư ngọc linh, hắn không thể bỏ qua nhưng cái này 100 mai tôn hồn ngọc phù bên trong hồn, đều là hàng lâm giả chi hồn, cổ phong có can đảm bỏ qua. Dầm dầm dầm, lập tức, một lần này trăm cái tôn hồn ngọc phù, toàn bộ vỡ ra. Vô biên khói lửa tràn ngập, khói lửa tán đi thời điểm. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, đúng là xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, nhỏ xuống một giọt xích kim sắc máu tươi. Một giọt này xích kim sắc huyết, từ bầu trời rơi xuống. Phía dưới trong đám người, một đạo hơi có vẻ béo to lớn thân ảnh, nhìn thấy giọt máu này, nhất thời thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức hướng về giọt máu này bay đi. Đón lấy, giọt máu này, nhỏ ở mi tâm của hắn phía trên. Phật, tuệ minh giờ phút này, không khỏi tự nói. Hắn không biết cái này huyết, cùng mình rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng đối với mình nhưng lại có hết sức hấp dẫn. Mà hết thảy này, đối với đại chiến cổ phong cùng sâu trong hư không vị kia tồn tại, tự nhiên không có phát giác, giờ phút này hư không bên trong, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Ngươi, lại có thể để lão nạp thụ thương, ha ha, rất tốt. Chỉ chảy một giọt máu, làm sao đủ, cổ phong mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy điên cuồng, bấm tay một điểm. Lập tức, bảy đại kiếm ý biến thành chu thiên kiếm trận cực tốc biến hóa, biến thành một chuôi cự kiếm, hung hăng chém vào bàn tay lớn màu vàng óng đạo kia vết thương thật nhỏ phía trên. Phốc, giọt thứ hai máu tươi chảy xuôi mà xuống, ngay sau đó, bảy đại kiếm ý, cũng là trong nháy mắt quang mang ảm đạm về tới cổ phong thể nội. Giờ phút này, tuệ minh thân ảnh cực tốc mà tới, do thứ hai huyết, cũng rơi vào mi tâm của hắn phía trên. Ta là, tuệ minh không khỏi tự nói. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, thanh âm kia hiển nhiên đã nổi giận. Ngươi, đáng chết, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, cực tốc mà tới, khoảng cách cổ phong, đã không đến trăm trường. Hai giọt, cũng không đủ, cổ phong một tiếng gào thét, bấm tay lại là một điểm, thần thú luyện thiên trận ngưng luyện luyện thiên rong lô, chính là trực tiếp pha chạm mà ra. Oanh, lần nữa đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng phía trên. Cái này, để cho chảy xuống giọt thứ ba huyết. Tuệ Minh lần nữa cực tốc mà đến, đem cái này giọt thứ ba huyết, cũng là hấp thu, trong mắt của hắn ánh mắt biến hóa, ta là, ta là. Phốc, bảy đại tiên thú, trong miệng máu tươi đều là cuồng phún, bay ngược mà đến, toàn bộ về tới cổ phong linh thú đại bên trong. Mà lúc này, mặc dù bàn tay lớn màu vàng óng chảy xuống ba giọt huyết, nhưng ba cái này nhỏ máu, đối với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông, khí tức của hắn không có chút nào yếu bớt. Thanh âm già nua, mang theo sát ý vô biên truyền đến. Tiểu tử, dù cho đây là lão nạp suy yếu vô số lần tu vi, một đạo hóa thân trưởng, ngươi có thể cho lão nạp chảy xuống ba giọt huyết, cũng có thể kiêu ngạo, tiếp đó, ngươi làm lão nạp đồ nhi, đền mạng. Vừa nói, cái kia bàn tay lớn màu vàng ống, hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Giờ khắc này, tuế nguyệt chi linh, sát chi linh, bi chi linh, khoảng cách toàn bộ hiện lên cổ phong phía trên thân thể ba người nhìn thấy bàn tay lớn này không nói hai lời cùng một chỗ một trưởng vỗ ra sâu trong hư không cái kia thanh âm già nua mang theo kinh ngạc ý tứ ba người các ngươi vậy mà đều lựa chọn kẻ này làm chủ đáng tiếc các ngươi chọn sai chủ nhân bành ba người liên thủ một đòn cũng là bị bàn tay lớn màu vàng óng chỗ hủy diệt ba đại ý cảnh chi linh trong nháy mắt tiêu tán cũng không phải là thực lực bọn hắn không đủ mà là cổ phong bây giờ thực lực Bọn họ không cách nào phát huy bản thân lực lượng chân chính. Chủ nhân, hôm nay nếu chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ." Lão ngư thanh âm từ cổ phong thể nội truyền ra. Lập tức, một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm to lớn cá chép hư ảnh vần quanh ở cổ phong thân thể bên ngoài. "Lão ngư," Cổ Phong trong lòng cảm động, "Chủ nhân, đồng thời, linh thú đại bên trong, bảy đại tiên thú cùng nhau mở miệng. Đón lấy, bảy đại tiên thú toàn bộ biến ảo mà ra, ngăn tại cổ phong trước mặt các ngươi, cổ phong ánh mắt biến hóa, run dế kháng, thanh âm già nua truyền đến, bàn tay lớn màu vàng ống tiếp tục rơi xuống. Một cỗ giam cầm lực lượng, trực tiếp sáng lâm, cổ phong cùng lão ngư cùng đông đảo tiên thú, toàn bộ bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Như thế, kết thúc rồi à, cổ phong át chủ bài dùng hết, nhưng đáy mắt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía bầu trời. Cũng ở giờ phút này, bị cổ phong ném tới xa xa không trần, thân thể tránh thoát giam cầm, hắn lập tức hung hăng vỗ trái tim của mình, trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái này cuồng phún mà ra máu tươi, biến thành một cái to lớn, Phật chữ. Một lần này, không trần thọ nguyên, trực tiếp thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm. Mặt mũi của hắn, cực tốc giả lên, đây là, tiên Phật tự cuối cùng thủ đoạn bị cấm kỵ, không đến tiên Phật tự sống chết trước mắt, không trần cũng không nguyện ý tùy tiện sử dụng. Nhưng bây giờ, đến thời điểm, mời, xá lợi tử, khuôn mặt già nua tới cực điểm không trần, một tiếng gào thét. Trong tay, đánh ra một cái cực kỳ phức tạp ấn quyết. Oanh, bên trên bầu trời, cái kia to lớn huyết sắc Phật tự quang mang nộ phóng. Đón lấy, hắn tỏa một màn ánh sáng, rơi vào đại địa phía trên. ầm um, ầm um, tiên Phật tự vị trí đại lục, kịch liệt chấn động lên. Đón lấy, toàn bộ tiên Phật đại lục phía trên, toàn bộ hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khô héo, thiên địa tiên khí, trong nháy mắt bị rút khô. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ bên trong lòng đất ấp ủ mà ra cỗ khí tức này đột nhiên xuất hiện, để bên trên bầu trời, hướng về cổ phong đánh tới bàn tay lớn màu vàng óng, cũng là một trận. cỗ khí tức này, nhưng hắn rất tinh tường, bành, chỉ thấy, một vệt kim quang, từ bên trong lòng đất, nổ bắn mà ra. Đây là một khỏa, giống như cục đá kích cỡ tương đương, toàn thân kim sắc vật thể, trên đó khắc dấu lấy, một cái cổ thể Phật chữ. Trên đó, tản ra ngập trời Phật ý, đây là, xá lợi tử, cổ phong ánh mắt biến hóa, rơi vào cái này xá lợi tử phía trên. Ha ha, a di đà Phật, lão nạp điều động tam bảo, không huyền tử đến đây, hao hết tâm lực, chính là muốn tìm tới năm đó cái kia nghiệt đồ trộm lấy đồ vật, bây giờ lại bản thân xuất hiện, vật này, lão nạp liền thu hồi. Vừa nói, vốn là đập nghĩ cổ phong bàn tay lớn màu vàng óng, hướng thẳng đến cái kia xá lợi tử trộm tới. Hiển nhiên, so với cho mình đồ nhi báo thù, cái này xá lợi tử, đối ở trong hư không cái vị kia, hơi trọng yếu hơn cũng ở giờ phút này một thanh âm truyền đến sư tôn cái này đốt phật xá lợi là của ngươi sao thanh âm này vừa ra toàn trường đám người ánh mắt đều là biến hóa cùng nhau nhìn lại người mở miệng này dĩ nhiên là tuệ minh bất quá giờ phút này tuệ minh khí chất đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt mi tâm của hắn hiện lên một cái cổ lão quả chữ sâu trong hư không cái kia thanh âm già nua truyền đến nhiệt đồ tán linh người quả nhiên tu thành phật quả không mị thuật tán linh, tam linh, tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đều rơi vào tuệ minh trên thân. Tuệ minh, phải thì phải tiên Phật tự một đời phương trượt, tán linh đại sư. chương 2813, dung hợp xá lợi tử. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tán linh đại sư không phải đã sớm chết sao. Lão Tổ, không trần giờ phút này thấy một màn như vậy, trong mắt cũng là quang mang thiểm thước. Toàn bộ tiên Phật tự, chỉ có một mình hắn biết rõ, tán linh đại sư, Mặc dù chết đi, nhưng hắn tu một loại bí thuật, có thể cho bản thân mỗi lần luân hồi đều đến một mảnh đặc định khu vực, trên thực tế, tán linh đại sư luân hồi chuyển thế thân, một mực đều ở Tiên Phật tự. Chỉ là, Không Trần không biết, thế hệ này luân hồi chuyển thế thân là ai. Lại không nghĩ rằng, là một cái không có danh tiếng gì tuệ tự bối đệ tử Tuệ Minh. Bái kiến một đời phương trưởng, bái kiến một đời phương trưởng, gặp Không Trần bộ dáng như vậy mở miệng, mọi người trong lòng tự nhiên lại không nghi hoặc trong nháy mắt toàn bộ tiên Phật tự vô số tăng nhân, cùng nhau hướng về tuệ minh bái đi. Cổ phong trong mắt cũng đầy là vẻ kỳ dị, ra hỏa này, dĩ nhiên là một đời phương trượng. Lúc đầu cổ phong cho rằng, mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ một đời phương trượng xuất hiện, tất cả lại là xuất hiện chuyển cơ. Ha ha, bần tăng tu thành thuật này, vì cái gì, chẳng lẽ người cái này lão lừa chọc không biết sao? Người ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, chúng ta là cử nhân không đội trời chung. Tuệ Minh nhìn về phía hư không một tiếng cười lạnh, ngay sau đó lại nói, ngược lại là may mắn mà có người ba cái này giọt chân Phật chi huyết, giúp ta nhanh như vậy mở ra ký ức phong ấn. Ha ha, rất tốt, hôm nay lão nạp chẳng những muốn lấy được cái này nhiên Phật xá lợi, còn muốn tự tay thanh lý môn hộ, trả nguyên nhiệt đồ này. Hư không bên trong, cái kia thanh âm già nua càng thêm âm lãnh. Đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, tiếp tục một cái hướng về xá lợi tử chụp tới. Phật này, không thuộc về ngươi, nhiên Phật xá lợi, đến, tuệ minh mở miệng, ngay sau đó trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, hai tay đối với mình Thái Dương Huyệt, trực tiếp một điểm. Lập tức, hắn mì tâm, phi ra một vật, đây, đúng là một ngọn đèn dầu, này ngọn đèn xuất hiện trong nháy mắt, bên trên bầu trời, cái kia xá lợi tử, chính là kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, cái kia xá lợi tử, hóa thành một đạo kim quang, hướng thẳng đến tuệ minh vào tới, đúng là trong nháy mắt chui vào tuệ minh mi tâm. Lúc đầu ký ức phong ấn mở ra, tuệ minh khí tức chính là đạt đến tôn cấp, mà giờ khắc này dung hợp xá lợi tử, tuệ minh khí tức, bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Nhiên Phật trí bảo cổ đăng, người vậy mà tìm được món trí bảo này. Bên trên bầu trời, cái kia thanh âm già nua cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay, hắn đầu nhi tam bảo bỏ mình, hắn nội ý ngập trời, không tiếc thiêu đốt bộ phận thọ nguyên, đánh vỡ quy tắc, để một đạo hóa thân trưởng đến đây, không nghĩ tới, chẳng những tìm được năm đó mất tích nhiệt độ còn phát hiện nhiên Phật xá lợi, bây giờ càng là phát hiện nhiên Phật năm đó mạnh nhất bảo vật, nhiên Phật cổ đăng. Hôm nay, liền như ngươi kiến thức nhiên Phật cổ đăng uy lực. Tuệ Minh mở miệng, mi tâm xá lợi kim quang nộ phóng, hóa thành kinh khủng tu vi lực lượng. Hắn bấm tay một điểm phía dưới, đầu ngón tay liền giấy lên kim sắc Phật hỏa, cái này kim sắc Phật hỏa, trực tiếp đem cái kia cổ đăng đốt. Cổ đăng bị nhen lửa, chỉ ra rồi một cái cực kỳ hơi yếu ngọn lửa nhỏ. Hiểu cái này ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ, nếu là thiêu đốt thiên địa khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Cỗ khí tức này, so với trước đó, cái kia ngân nguyệt thi triển ra trúc thiên ma thần muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đón lấy, một tôn to lớn cổ Phật hư ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời. Nhiệt độ, rất đáng tiếc, người bây giờ tu vi không đủ, cái này nhiên Phật cổ đang uy lực, không không thi triển được, bảo vật này hôm nay vi sư liền thu. Hư không bên trong, thanh âm truyền đến, đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, lòng bàn tay nổi lên một cái to lớn kim sắc, sao chữ, chữ này vừa ra, này bàn tay liền như là có được trấn áp thiên địa khí tức, hung hăng đánh tới. Tuệ Minh nhìn thấy cảnh này, trực tiếp cùng thân thể bên ngoài, cái kia to lớn của Phật hư ảnh hòa làm một thể, nâng lên một trường chính là đánh ra. Oanh, hai trường đối oanh, trong lúc nhất thời, đối oanh chỗ, hư không chấn vỡ, vô biên hư không liệt phùng, hướng về hai bên khuếch tán, vô biên phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra toàn bộ tiên Phật tự bên trong, cuồng phong đột khởi. Tất cả mọi người, cực tốc lui ra phía sau, đẳng cấp này chiến đấu, đừng nói tham dự, dù cho tới gần, cũng có thể trực tiếp hóa thành bụi. Nhất Trần, Ngân Nguyệt, Cách Vân nhanh chóng lui ra phía sau, hội tụ cùng một chỗ. Bên này, trước đó cùng bàn tay lớn màu vàng óng đại chiến trọng thương cổ Phong, cũng là cực tốc lui ra phía sau. Đồng thời, hắn đem rất nhiều tiên thú thu nhập sơn môn không gian dưỡng thương. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, hướng về cảnh này, trận chiến này, quyết định vô song tiên vực cách cục. Dầm dầm dầm, bên trên bầu trời, đối oanh song trưởng bên ngoài, hư không còn đang không ngừng vỡ nát. Đồng thời, tuệ minh dung hợp của Phật hư ảnh đánh ra một trường này, dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, trên bàn tay vết dạn hiện lên, có muốn dấu hiệu hỏng mất. Phốc, tuệ minh phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng thiêu đốt tu vi quát lớn, uống. Nhiệt độ, kết thúc, người bây giờ, quá yếu. Sâu trong hư không, thanh âm kia truyền đến. Đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, vô biên kinh khủng tu vi lực lượng bộc phát. Bành bành bành, tuệ minh dung hợp của Phật đánh ra một trường này bắt đầu sụp đổ, đồng thời, toàn bộ của Phật hư ảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Không được, một thế này, ta tu vi còn chưa đạt tới đỉnh phong, bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra nhiên Phật cổ đăng toàn bộ uy lực. Nếu là, ta có thể đạt tới đã từng tu vi, hôm nay tuyệt sẽ không bại, đáng chết. Tuệ minh cưỡng ép trèo chống giờ phút này đã sắp không chống đỡ được nữa. Trong mắt của hắn, cuối cùng hiện lên kiên quyết ý tứ, quay người nhìn về phía cổ phong, cổ phong, mang theo xá lợi tử, đi. Vừa nói, nhiên Phật xá lợi, từ mi tâm, nổ bắn mà ra, hướng thẳng đến cổ phong bay đi. Không đợi cổ phong kịp phản ứng, chính là trực tiếp chui vào cổ phong mi tâm. Ông, nhiên Phật xá lợi chui vào trong đầu của mình, cổ phong chính là cảm giác đầu ông một tiếng. Đón lấy, Phật Pháp vô biên chủ quan, toàn bộ trong đầu hiện lên. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong thể nội, đạo thứ bảy thí thương man niệm cùng đạo thứ 8 thí thương man niệm, đúng là chấn động lên. Không có cần cổ phong đến thôi động, hai đạo này thí thương man niệm bên trong phong ấn, đúng là tự hành mở ra. Mở ra đồng thời, hai đạo này thí thương man niệm bên trong, đúng là đồng thời tồn tại hai loại lực lượng, trong đó còn đen hơn sắc nghịch chi lực, đúng là còn có vô biên kim sắc dị lực, những cái kia nghịch chi lực lưu tại thí thương man niệm bên trong, thế nhưng rất nhiều kim sắc dị lực, đúng là gào thét mà ra những cái này kim sắc dị lực xông ra chính là lưu chuyển cổ phong kỳ kinh bắt mạch qua cổ phong toàn thân huyết nhục cốt cách a à, cổ phong gào thét cảm giác cả người giống như thoát thai hoán cốt một dạng tự thân tu vi trực tiếp nhảy lên tới hạ vị tiên tôn đỉnh phong giờ phút này chỉ cần cổ phong lại cảm mộ ra một loại linh dài ý cảnh liền có thể trực tiếp bước vào trung vị tiên tôn hàng ngũ cùng lúc đó những cái kia rèn luyện cổ phong toàn bộ thân thể kim sắc dị lực bắt đầu cực tốc hướng về cổ phong đầu lâu hội tụ đi đúng là toàn bộ hướng về cái kia mới vừa tiến vào cổ phong trong đầu xá lợi tử phóng đi. chương 2814, Minh Phật Chi Hỏa. Không nói cổ phong bên này, chỉ nói tuệ minh, đã mất đi xá lợi tử, tuệ minh tu vi khí tức, trong nháy mắt cuồng ngã. Sâu trong hư không, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Không thấy xá lợi tử, người càng không phải là lão nạp đối thủ, nhiệt đồ, nhận lấy cái chết. Mở miệng tầm đó, bàn tay lớn màu vàng óng uy lực càng tăng lên. Ha ha ha, Hôm nay, Bần Tăng không phải ngươi lão tặc này đối thủ, nhưng là có thể cùng ngươi, đồng quy vu tật, nhiên Phật cổ đăng, đốt. Vừa nói, Tuệ Minh trên người tu vi khí thức bỗng nhiên bộc phát, đồng thời, trong tay nhiên Phật cổ đăng, thả ra cực nóng mang. Tuệ Minh liều, hắn muốn tự bạo nhục thân, hắn muốn tự bạo cổ đăng. Bây giờ, trọng yếu nhất xá lợi tử đã cho cổ phong, hắn trừ bỏ tự bạo, lại cũng không có những biện pháp khác cùng hư không bên trong vị này chống lại. Ngươi, ngươi điên! cái này nhiên phật cổ đăng không thể hủy diệt hư không bên trong cái kia thanh âm già nuôi biến hóa lên cùng chết a à, tuệ minh niên cuồng mở miệng mà cũng ở giờ phút này một thanh âm từ nơi xa truyền đến tiền bối người không cần tự bảo người mở miệng chính là cổ phong cổ phong mở miệng thời khắc nhiên phật xá lợi từ cổ phong mi tâm nổ bắn mà ra cổ phong người làm gì bần tăng không phải nhường ngươi mang theo nhiên phật xá lợi trốn sao ngươi làm sao nhiên Phật xá lợi khí tức. Tuệ Minh quay người nhìn thấy cảnh này, sốt ruột giống to, mà khi hắn chú ý tới nhiên Phật xá lợi khí tức biến hóa thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lúc này, cổ phong thương thế đã khỏi hẳn, lại tu vi tiến nhanh. Tất cả những thứ này, cũng là bởi vì lúc trước mở ra hai đạo thí thương ma niệm. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng cổ phong có thể khẳng định, hai đạo này thí thương ma niệm bên trong, có được cùng Tuệ Minh đồng nguyên lực lược, nghịch chi lực để lại cho cổ phong, mà cái kia kim sắc dị lực trợ giúp cổ phong rèn luyện thân thể về sau, chính là tự hành sáp nhập vào xá lợi tử bên trong, bây giờ cái này xá lợi tử, đã thuê biến. Xá lợi tử, bay thẳng về, chui vào tuệ minh mi tâm. Oanh, trong nháy mắt, tuệ minh khí tức, đúng là bỗng nhiên bạo phát lên. Khí tức của hắn, đúng là từ thượng vị tiên tôn, trực tiếp nhảy lên tới bán đế hàng ngũ. Không có khả năng, sâu trong hư không, truyền đến hết sức tiếng kinh ngạc. Trời cũng giúp ta, tuệ minh cười như điên hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch tất cả. Hắn đi tới tinh không về sau, tu hành Phật quả không nghị thuật, có thể bảo đảm chết rồi, chuyển thế chi thân, như cũ ở tiên Phật tự bên trong, lại, tu vi đạt tới tôn cấp về sau, có thể thức tỉnh trước kia ký ức. Trong đó, có một đời, hắn tên không mộc, chính là thiên tuyệt chi thể. Thể nội, có được quỷ dị nghịch chi lực, hắn lấy bản thân kim sắc dị lực chống cự nghịch chi lực, tu vi đạt đến tôn cấp, nhưng cũng không cách nào một mực chống đối, cuối cùng vẫn bỏ mình về sau còn có một đời, hắn tên, không lâm, vẫn là thiên tuyệt chi thể. Đồng dạng, hắn lấy kim sắc dị lực chống đối, nhưng cuối cùng, vẫn là bỏ mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân hai cái này đời nghịch chi lực dung hợp tu vi, biến thành thí thương ma niệm, cuối cùng tiến nhập cổ phong thể nội, hắn không nghĩ tới, cổ phong vậy mà cũng là tu hành nghịch chi lực người. Mà tự mình nghĩ để cổ phong mang theo nhiên Phật xá lợi đi, để nhiên Phật xá lợi tiến nhập cổ phong thể nội, trùng hợp lại dẫn động bản thân hai cái kia thế giới nghịch chi lực cùng suốt đời tu vi ngưng luyện thí thương ma niệm. Mà cổ phong, lại cực kỳ đặc thù, là một cái có thể điều khiển nghịch chi lực người. Như thế, đối với mình có hại nghịch chi lực, lưu tại cổ phong thể nội, ngược lại bản thân đã từng hai đời tu vi, sáp nhập vào nhiên Phật xá lợi. Một lần này, giúp bản thân tu vi bạo tăng, đạt đến chưa từng có bán đế hàng ngũ. Tất cả những thứ này, quá mức trùng hợp, cũng quá mức ly kỳ, nhưng cứ như vậy đã xảy ra. Lão tặc, hôm nay, bần tăng muốn chém giết ngươi, giết. Tuệ minh biện pháp ra bán đế tu vi, thân thể bên ngoài, cái kia cổ Phật hư ảnh, trong nháy mắt ngưng thực, cự trưởng lần nữa oanh ra. Giờ phút này, khí tức của hắn, đã gào thét không kém gì, hư không mà đến bàn tay lớn màu vàng ống. Điều, điều này sao có thể? Ngân nguyệt ba người, sắc mặt toàn bộ biến hóa lên. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Phật môn tiền bối, sẽ bị cái này run dế tội giới người đánh bại hay sao? nhất chân sắc mặt biến hóa. Hôm nay, dù cho muốn thắng, chỉ sợ cũng là tàn thắng. Cách phân cắn răng mở miệng, trận chiến này, mặc kệ phương nào thắng lợi, chỉ sợ đều sẽ tàn thắng, nếu như Phật môn tiền bối tàn thắng, sẽ bất lực lại hộ chúng ta, hôm nay chém giết cổ phong cơ hội đã mất đi, còn không rời đi, chờ đến khi nào. Ngân Nguyệt lạnh giọng mở miệng, cuối cùng thật sâu nhìn cổ phong một cái. Ngay sau đó, không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không bên trong hôm nay là ta ba người chủ quan trở về hướng tiền bối yêu cầu trí bảo tập hợp ba người lực lượng lần sau nhất định chém giết cổ phong cách phân cũng là lạnh giọng một câu ngay sau đó cực tốc đi nhất trần gặp hai người đều đi lại cũng không dám ngừng lại cũng là cực tốc thoát đi ba người thoát đi không trần muốn đuổi theo bất quá ngay sau đó do dự cổ phong bên này thì là dứt khoát không có truy kích ý tứ ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi ở trên trời chiến đấu bên trong chém giết ba người này cổ phong có nắm chắc, sau này cũng có rất nhiều cơ hội. Nhưng hôm nay, cổ phong không thể phân tâm, không thể đi truy kích ba người, đơn giản là tuệ minh sau đó thắng bại khó liệu, cổ phong phải chuẩn bị tùy thời xuất thủ toàn lực tương trợ, bây giờ cái này bàn tay lớn màu vàng óng, mới là địch nhân lớn nhất. Dầm dầm dầm, bên trên bầu trời, tuệ minh cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, liên tục đối oanh hơn 10 trường. Tuệ minh khóe miệng không ngừng phun máu, nhưng cả người, lại là khí thế vang dội, trong lúc nhất thời, cả hai đúng là bất phân cao thấp. Oanh, lại là một trưởng, đối oanh về sau, Tuệ Minh bị đẩy lui. Đồng thời, Tuệ Minh quần áo vỡ nát, lồng ngực của hắn, xuất hiện ba cái mặt quỷ trưởng ấn. Ngay sau đó, Tuệ Minh tu vi, bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống. Bán đế, thượng vị tiên tôn, trung vị tiên tôn, hạ vị tiên tôn, tu vi, đúng là từ bán đế hàng ngũ, trực tiếp sinh sinh rơi vào hạ vị tiên tôn. Phốc, Tuệ Minh trong miệng máu tươi lại phun. Đồng thời, dung mạo của hắn đã cực tốt già xuống dưới, trong nháy mắt chính là mặt mũi nhăn nheo trồng chất, bạch sắc sợi dâu lông mày, trực tiếp rủ xuống. Một đời phương trưởng, một đời phương trưởng, tất cả tiên Phật tự đệ tử, cùng nhau hô to. Một đời phương trưởng, bây giờ là toàn bộ của bọn họ hy vọng, nhìn thấy cảnh này, bọn họ tập thể chấn động. Tiền bối, cổ phong sắc mặt biến hóa, cái này tán linh hòa thượng, ở thời khắc sống còn, lựa chọn để cho mình mang theo xá lợi tử đi, cổ phong đối với hắn đã cực kỳ kính trọng, Hư, nhiệt đồ, người đã trúng lão nạp ngũ quỷ hóa Phật trưởng, người tu vi, đã bị ngũ quỷ thôn phệ, bây giờ, người làm sao cùng lão nạp chống đỡ, bây giờ người quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão nạp có lẽ sẽ niệm tình thầy trò, lưu người một đạo thần niệm hóa thành bất đèn, đốt tha tội. Sâu trong hư không, thanh âm lại là truyền đến, lão tặc, người trước nhìn xem tay của người A, tuệ minh sắc mặt trắng bạch ngược lại không có nửa điểm huyết sắc, đã trở nên cực kỳ mặt mũi giả nua phía trên, hiện lên nhe răng cười ý tứ. Cũng ở lúc này, hô, chỉ thấy, hư không bên trong, chỗ sâu cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, đúng là trực tiếp giấy lên làm ngọn lửa màu đen. chương 2815, mặc dù xa tất xiết. Cái này lam hắc sắc hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng một ngón tay, chính là bị ngọn lửa đốt hết hóa thành bạch cốt, tiếp lấy lam hắc sắc hỏa diễm lan tràn. a à, đây là minh Phật chi hỏa, người chừng nào thì, sâu trong hư không truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bần tăng trong lòng Phật, không có thiện ác chi phân, không có chính tà khác biệt, tài thuật, bần tăng sớm đã tu thành, hôm nay, ta tu vi đã phế, nhưng có cái này minh Phật chi hỏa, cùng giới này quy tắc chi hỏa ở, người cái tay này, cũng phải lưu tại nơi đây. Tuệ minh giờ phút này, đã cực kỳ suy yếu, cười lạnh mở miệng. Hô hô, giờ phút này, bàn tay kia đã bị lam hát sắc hỏa diễm đốt hết, hoàn toàn biến thành bạch cốt, lại, ngọn lửa kia cực tốc lan tràn, hướng về cánh tay kia lan tràn đi. Ngươi, ngươi đáng chết, Ngươi nhiệt đồ này, lão nạp ngày khác, ắt tới thanh lý môn hộ. Sâu trong hư không thanh âm, đã trở nên nổi giận mà suốt ruột, hắn không dám tiếp tục dừng lại. Lập tức, cái này một bàn tay, hướng về hư không bên trong, cực tốc lùi về. Giới này, không phải ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, muốn đi cũng phải lưu lại vài thứ. Cổ Phong gặp vậy, một tiếng quát lớn, ngay sau đó phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt kiếm bị Cổ Phong nắm chặt trong tay, đồng thời Tuế Nguyệt lực lượng nghịch chi lực, lăng chi lực toàn bộ quán thâu trong đó, kinh khủng kiếm cương điên cuồng kéo dài ra. Bên trên bầu trời, một đạo dài vạn trượng kiếm cương, khoảng cách hiện lên. Chảm, cổ phong mở miệng, ở vạn người chú ý bên trong, một kiếm này, hướng về đã hóa thành bạch cốt cự trưởng cổ tay, hung hăng chém tới. Bàn tay khổng lồ kia chi chủ, hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến, cổ phong cái này bại ở trong tay mình run dế, giờ phút này còn có lại hướng bản thân dũng khí xuất thủ, trong lúc nhất thời, trọng thương trong người hắn, muốn né tránh, đã không kịp. Bành, cổ phong một kiếm này, cuối cùng không có chạm tại cự trưởng cổ tay, mà là chém vào hắn một ngón tay phía trên. Bàn tay lớn này có dài vạn trượng, hắn mỗi cái ngón tay, cũng có mấy ngàn trượng. Lập tức, một căn trừng độ dài ba ngàn trượng bạch cốt cự chỉ. Từ bầu trời rơi xuống mà xuống, oanh, căn này ngón tay, hung hăng ngã ở đại địa phía trên. Tất cả mọi người là trong lòng oanh minh, thiên ngoại này trưởng chủ nhân, hiển nhiên là cao thủ tuyệt thế, áp chế tu vi, đánh vỡ quy tắc mà đến, vẻn vẹn một bàn tay liền có thể cơ hồ trấn áp tất cả, nhưng cuối cùng, hắn lại bại, còn để lại một ngón tay. Hắn bị chém đứt, là cuối cùng ngón út, dù vậy, cái này vô biên đau đớn, cũng là ngay sau đó truyền đến. a à, sâu trong hư không, truyền đến một tiếng hét thảm, cái này tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, so hắn trực tiếp bị cái kia lam hắc sắc hỏa diễm đốt hết huyết nhục còn thống khổ hơn. Huyết nhục đốt hết, dễ dàng tái sinh, nhưng hắn cái này xương cốt, là hắn tu hành vô số tuế nguyệt Phật cốt, còn muốn ngưng luyện ra, muôn vàn khó khăn, cái này Phật cốt liền tâm thần, này kịch liệt đau nhức nhường hắn không thể thừa nhận. Cổ phong tiểu tặc, người muốn chết, sâu trong hư không, vô biên nổi giận thanh âm truyền ra, cái kia bạch cốt cự trưởng phía trên, thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cũng ở đây đồng thời, tinh không nơi xa một đạo thanh âm bá đạo truyền đến. Người dám làm tổn thương ta nhi tính mệnh, bản tôn dù cho từ bỏ thủ hộ lỗ đen, cũng phải tự tay mình giết ngươi cái này lão lừa chọc. Nghe được thanh âm này, cái kia bạch cốt cự trưởng rõ ràng chấn động một cái. Hắn, đương nhiên biết rõ, mấy ngày trước đây, thiên khư tu giả, bị chém nứt cánh tay sự tình, cái này cổ vô nhai trên người, có cực kỳ khủng bố bí ẩn. Ngay sau đó, bạch cốt cự trưởng cực tốc rút về hư không bên trong, đồng thời, một đạo không cam lòng thanh âm truyền đến. Nhiệt độ, ngày khác ta tất lấy tính mạng ngươi, cổ phong, ngươi. Cũng ở lúc này, tinh không nơi xa cái kia thanh âm bá đạo lại là truyền đến. Ân, ngay sau đó, bàn tay lớn màu vàng ống chi chủ, không cam tâm thanh âm hóa thành nổi giận. Cổ phong, ngươi, ngươi chờ. Ngay sau đó, hư không liệt phùng biến mất, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Cổ phong nhìn lên bầu trời, không khỏi cười khổ, phụ thân, vẫn là trước sau như một bá đạo A. Cổ phong minh bạch, vừa mới nếu không phải phụ thân mở miệng chấn nhiếp, ta cự trưởng chi chủ, dù cho liều đến tu vi bị hao tổn, cũng muốn giết mình. Giờ phút này, toàn bộ Phật tràng, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, còn yên lặng ở mới vừa đại chiến bên trong, trong lúc nhất thời, đều không có tỉnh táo lại. Cổ phong phi thân mà tới, đứng ở cái kia ba nghìn trượng bạch cốt cự chỉ phía trên, nhìn về phía tất cả mọi người, cao giọng một câu, chư vị, hàng lâm giả, cũng không phải là không thể chiến thắng, nhiễu ta tinh không người, mặc dù xa tất xiết. Mặc dù xa tất xiết, mặc dù xa tất xiết, tất cả mọi người nghe đến lời này, nhìn xem đứng đấy bạch cốt cự chỉ cổ phong, nghĩ đến trước đó cái này bạch cốt cự chỉ chủ nhân, là nhân vật bậc nào, trong lúc nhất thời toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, hô to lên. Trận chiến này, thắng, tiên Phật tự, phương trưởng Lầu Các, Cổ Phong, Tuệ Minh, Không Trần, Tham Long, bốn người hội tụ ở đây. Lần này nhờ có nam vực chi chủ, bằng không ta tiên Phật tự, tất nhiên. Không Trần nhìn về phía Cổ Phong, cảm thán mở miệng. Hắn tự nhiên đã biết được Cổ Phong thân phận chân chính. Mà lần này, nếu không phải Cổ Phong thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn đã chết ở tam bảo tay, như thế nào lại về sau thôn vệ tam bảo hồn phách tu vi tăng nhiều thậm chí cuối cùng có thể phản kích đánh tan cái kia bàn tay lớn màu vàng óng cũng là cổ phong công lao không trần sư huynh người nhận ta đây sư đệ coi như lại không được nữa gọi ta vực chủ ta có thể không quen cổ phong nghe xong lập tức cười to ha ha tốt 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 không trần nghe xong lập tức cười to chỉ cảm giác mình quả nhiên là gặp may cổ phong nhìn về phía tuệ minh mở miệng tán linh tiền bối trên thực tế một lần này, ta tới tiên Phật tự, chủ yếu là vì để cho Long vực cùng tiên Phật tự, triệt để liên hiệp. Đúng là như thế, Ngân Nguyệt ba người thoát đi, vô song tiên vực chi chiến, còn chưa kết thúc, chúng ta nhất định phải liên hợp. Tham Long cũng là mở miệng, hắn là Long vực chi chủ, tự nhiên đại biểu Long vực. chân Bảo Vương Triều chi chủ, lúc trước bị Tam Bảo đoạt xá, bây giờ Tam Bảo đã chết, chân Bảo Vương Triều rắn mất đầu, đã không đáng để lo. Về phần mặt khác Tam Mạch, chúng ta sau đó liền muốn diệt trừ. Tuệ Minh gật đầu một cái. Một trận chiến này, theo Ngân Nguyệt mấy người thoát đi, ngày đó cơ, thiên diễn, bắc hư ma thú, cùng chân bảo vương triều tu giả, cũng là trốn được đại bộ phận. Như thế, cái này vô song tiên vực chiến đấu, còn chưa kết thúc. Cổ phong gặp vậy, hoàn toàn yên tâm, kỳ thực hôm nay sau đại chiến, long vực cùng tiên Phật tự liên minh cũng đã không gì phá nổi. Cổ phong là long vực chi chủ tham long chủ nhân, lại là tiên Phật tự phương trưởng không trần sư đệ, lại là tán linh hòa thượng ân nhân, có cổ phong quan hệ này ở, hai phương tất nhiên một lòng đoàn kết. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, tham long cùng không trần rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có cổ phong cùng tuệ minh. Tuệ minh lập tức trong miệng máu tươi lại là phun ra, sắc mặt lập tức trắng bạch. Tiền bối, cổ phong ánh mắt biến hóa, này lão tặc quá độc ác, bần tăng tu vi này, bây giờ chỉ có thể bảo trì ở mới vào tôn cấp, xá lợi từ cùng nhiên Phật cổ đang tiêu hao rất lớn, trong ngắn hạn, cũng là không cách nào vận dụng. Bất quá cũng may, này lão tặc cũng là thụ thương không nhẹ, trong ngắn hạn, sẽ không lại đến. chương 2816, Thiên Diễn Tông, Tuệ Minh giờ phút này trong mắt mang theo sát ý mở miệng. Cổ phong minh bạch Tuệ Minh ý tứ, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng khi thực sự là thắng thảm. Cổ phong, một lần này, còn phải may mắn mà có ngươi để này lão tặc chảy xuống ba giọt huyết, nếu không phải dung hợp ba giọt máu này, bần tăng sẽ không như thế dễ dàng mở ra ký ức phong ấn. Bất quá nói đến hai người chúng ta, thật sự hữu duyên, Bần tăng không nghĩ tới, hai đời kia nghịch chi lực, vậy mà lại tiến vào trong cơ thể của ngươi, xem ra, ngươi đã thành công tu luyện thành nghịch chi ý cảnh, không nhận nghịch chi lực quấy nhiễu. Tuệ Minh nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng. Ta đích xác đã tu thành nghịch chi ý cảnh, có lẽ đây chính là hai người chúng ta ở giữa nhân quả duyên phận. Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó không khỏi hỏi, tiền bối, không biết ngươi và bàn tay kia chủ nhân, đến cùng có gì đi qua? Cụ thể cái kia phương diện sự tình Bần tăng bây giờ còn không cách nào cùng ngươi nói quá nhiều, một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp xúc đến, ta và lão tặc này sự tình, lại là có thể nói cho ngươi, này lão tặc là sư tôn của ta, nhưng cũng là sát hại cha mẹ ta cùng cả nhà 123 người đồ tể. Tuệ Minh mở miệng tầm đó, đáy mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Hắn thế nhưng là một người xuất gia, làm sao sẽ làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Cổ Phong nhíu mày mở miệng, nhà ta tổ tiên đã từng cùng Minh Phật nhất mạch từng có sâu xa mà minh Phật nhất mạch đã sớm bị diệt, cái kia minh Phật chi tổ, đem bí tịch lưu tại nhà ta, ta đây sư tôn, lấy chém giết tà đồ làm lý do, giết cả nhà của ta, khi đó, ta vẻn vẹn một đứa con nít, hắn phát hiện ta thể chất đặc thù, chính là mang ta về tới tông môn, nuôi dưỡng ta lớn lên, thu ta làm đệ tử. Tuệ Minh mở miệng, vậy là ngươi làm thế nào biết những chuyện này, cổ phong nghi hoặc, ha ha, trên thực tế, minh Phật truyền thừa, căn bản không có cái gì thực chất dày đặc, mà là chảy xuôi ở ta gia tộc huyết mạch, mà ta, trùng hợp là thế hệ này huyết mạch truyền nhân, ở ta vừa ra đời, ta liền mở ra linh trí, minh ngộ tất cả, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện, cho nên, năm đó này lão tặc giết ta cả nhà quá trình, ta là chính mắt thấy, mặc dù ta là một đứa con nít, thế nhưng tất cả, ta đều nhớ kỹ. Tuệ Minh nói xong trong mắt phiếm hồng, cắn răng nói, mà ta, biện pháp gì đều không có, ta chỉ có thể giả bộ làm một cái u mê hải nhi, trơ mắt nhìn người nhà chết ở trước mặt ta, dạng này mới có thể tránh thoát độc thủ của hắn. Về sau, ta tu vi có thành tựu, càng là ở một cái cổ Phật di tích, ngoài ý muốn chiếm được nhiên Phật xá lợi, sau đó, ta chạy trốn tới hạ giới, cũng chính là một mảnh này tinh không. Cổ phong thật lâu không nói, không nghĩ tới, cái này tuệ minh cùng sát hồng thiên một dạng, cũng có được bi thảm như vậy đi qua. Chốc lát, cổ phong mới mở miệng tiền bối, người có biết, phiến tinh không này vì sao gọi là tội giới. Bần tăng mới vừa đến phiến tinh không này thời điểm, thập nhị tiên tòa còn không có đến, về phần vì sao gọi tội giới, hẳn là thập nhị tiên tòa phạm cái gì thiên đại sai lầm, bị dáng tội vây ở chỗ này, cụ thể là cái gì, bần tăng cũng không biết. Tuệ Minh mở miệng nói ra, cổ phong bây giờ đã bắt được rất nhiều manh mối, sở dĩ phiến tinh không này gọi tội giới, là cùng thập nhị tiên tòa từng có, hiển nhiên thập nhị tiên tòa chi chủ, cũng là cùng những cái này hàng lâm giả, đến từ cùng một cái thế giới. Chỉ là, bây giờ thập nhị tiên tòa, ký ức đều bị phong ấn, bọn họ cũng không biết đi qua. Việc này, là một câu đố đoàn, cổ phong có loại dự cảm hàng lâm giả môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sau cùng đại chiến đã không xa không nghĩ nhiều nữa cổ phong nhìn về phía tuệ minh mở miệng tiền bối này lão tặc xương ngón tay đối với ngươi nhưng có dùng tuệ minh không khỏi nói ra đây là này lão tặc phật cốt đối bần tăng đích xác hữu dụng bất quá vật này cũng là luyện chế trọng bảo vật liệu ngươi không cần từ chối ta cũng không phải là đi phật tu con đường vật này vẫn là lưu cho tiền bối a cổ phong mỉm cười hắn hiểu được cái ngón tay này xương là trọng bảo, nhưng mặc dù cùng tuệ minh quen biết không lâu, nhưng trước đó hắn trước khi chết, muốn để cổ phong mang đi xá lợi tử, cái này đối cổ phong tín nhiệm, tự nhiên không cần nhiều lời. Tốt, cái kia bần tăng liền nhận, nhìn về phía cổ phong, cuối cùng tuệ minh không có chối từ, ngay sau đó tuệ minh không khỏi mở miệng, y theo như lời ngươi nói, bây giờ bốn đại tiên vực, trong đó tam đại tiên vực cũng là bền chắc như thép. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem Ngân Nguyệt ba người diệt trừ, như thế toàn bộ tinh không, lại không hàng lâm giả, mới có thể bền chắc như thép, ứng đối cuối cùng quyết chiến. Không sai, cổ phong gật đầu, ngay sau đó cười nói chẳng qua hiện nay tình huống, ba người này, tất nhiên đã là chim sợ cảnh cong, giờ phút này đang ở tu dưỡng sinh tức, lại đoán chừng đã hướng phía sau mình người, muốn một chút trọng bảo chuẩn bị ứng đối ta. Nhìn cổ phong nụ cười hiện lên, tuệ minh không khỏi mở miệng, người có cái gì thưởng sách. Bây giờ người đã trọng thương, ba người này cũng là thượng vị tiên tôn, tăng thêm có trọng bảo mang theo, nếu là liên thủ ta một người ứng đối đích xác cực kỳ khó khăn bất quá từng cái đánh tan liền không giống nhau cổ phong trong mắt tinh mang hiện lên từng cái đánh tan tuệ minh giống như minh bạch cái gì tiền bối người đợi cái gì đều không cần làm muốn cho ngoại nhân tạo thành một loại chúng ta đều đang tu dưỡng sinh thức giả tưởng việc này ta một người tiến đến liền có thể cổ phong người một người thật sự là yên tâm ta một người đủ để bất quá việc này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào muốn gạt qua địch nhân, tất nhiên muốn trước che giấu người một nhà. Tốt, thiên diễn tông, tông chủ các bên trong, giờ phút này, ngân nguyệt, cách vân, nhất trần hội tụ ở đây. Bọn họ còn quấn, một khỏa to lớn bát quái đồ mà ngồi. Một tên áo gai lão giả, ở bát quái đồ trước đó, không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết, ở bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Ba người sắc mặt, đều có chút sốt ruột, lão già, có thể thôi diễn ra cái gì. Cách vân hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía áo gai lão giả. Đại nhân, tạm thời chờ một lát, rất nhanh, rất nhanh. Áo gai lão giả mở miệng, ngươi nếu là thôi diễn không ra cái như thế về sau, bản linh hôm nay liền trả ngươi phế vật này. Cách phân lạnh giọng một câu, tiểu nhân tất nhiên đem hết khả năng. Áo gai lão giả lập tức mở miệng, ngay sau đó tiếp tục đánh ra pháp quyết thôi diễn. Ngân Nguyệt không khỏi mở miệng, lão giả này thật có thể đoán ra sao? Ngân Nguyệt công chúa, việc này không sai được. Trước đó lão giả này tính ra lần này đi tiên Phật tự sẽ có đại hung hiểm, ta lúc ấy không có chú ý, không nghĩ tới, thực bị lão giả này đoán chắc. Cách phân giờ phút này mở miệng, tin tức đã truyền đến, cái kia tán linh hòa thượng mặc dù trọng thương Phật môn tiền bối, nhưng mình cũng là bị trọng thương, bây giờ tu vi rơi vào hạ vị tiên tôn, căn bản không đủ gây sợ, chúng ta bây giờ cần thiết phải chú ý người, chính là cổ phong, chỉ cần tính ra cổ phong tiếp xuống động tính, chúng ta liền có thể chiếm cứ chủ động. Nhất Trần lập tức mở miệng. Ngân Nguyệt cùng cách vân nghe thấy, đều là gật đầu. Lần này, cổ phong cho bọn hắn mang tới rung động, quá lớn. Có thể nói, bây giờ cổ phong ở tôn cấp, đã ở vào vô địch trạng thái, chỉ có bán đế cường giả, mới có thể đánh bại hắn. chương 2817, Thiên Diễn Đạo Nhân Mặc dù ba người liên thủ, có nắm chắc cùng cổ phong đối chiến, chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng bọn hắn bây giờ đều có thương tích trong người, tự nhiên không muốn cùng cổ phong cứng đối cứng. Ông, cũng ở ba người ngôn ngữ thời điểm cái kia bát quái đổ chấn động mạnh một cái đón lấy bát quái đổ phía trên xuất hiện một cái cát chữ áo gai lão giả lập tức ôm quyền hướng về phía ba người cúi đầu cười nói chúc mừng ba vị đại nhân cái này điềm lành tương lai ba vị đại nhân tất nhiên đều không có nửa điểm phong hiểm về phần cái kia cổ phong lần này đối chiến hiển nhiên cũng là bị nội thương trong thời gian ngắn tất nhiên đều đang dưỡng thương sẽ không lại đi ra gây sóng gió ha ha tốt Cách phân nghe xong, lập tức cười to. Đối với áo gai lão giả thôi diễn chi thuật, hắn 10 điểm tin tưởng, bởi vì trước kia cái này áo gai lão giả mỗi một lần thôi diễn đều cực kỳ chuẩn xác, thậm chí đem cổ phong ở Nam vực sự tình, đều thôi diễn đi ra. Như thế rất tốt, chúng ta riêng phần mình trở lại chỗ của mình tu dưỡng, đồng thời liên hệ trưởng bối trong nhà, để bọn hắn tăng số người nhân thủ, dù cho không thể truyền tống người từng trải, cũng phải yêu cầu trọng bảo. Ngân Nguyệt lập tức mở miệng, không sai, chờ ta ba người thương thế khỏi hẳn, riêng phần mình cầm trong tay trọng bảo, diệt sát cái này cổ phong, tất nhiên không nói chơi. Nhất Trần cũng là lập tức mở miệng, ngay sau đó, cũng không còn lưu lại, Ngân Nguyệt cùng Nhất Trần, chính là riêng phần mình bỏ chạy, rời đi thiên diễn tông. Lâu các, chỉ còn lại có cách vân cùng áo gai lão giả hai người. Cách vân không kiên nhẫn mở miệng, thiên diễn đạo nhân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái này thiên diễn tông chi chủ, nghĩ cư ngủ ở nơi này chỗ hay sao? Lão hủ không dám, lão hủ không dám. Áo Gai lão giả lập tức mở miệng, ngay sau đó mang theo giọng khẩn cầu nói, "Cách Vân đại nhân, có thể để lão hủ lại nhìn yên nhi một cái." "Ha ha, người yên tâm, cháu của ngươi nữ bản linh không sẽ chém giết, hiện tại an toàn rất, chỉ là bản linh không cách nào cam đoan nàng vĩnh viễn an toàn, tất cả những thứ này, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi." Cách Vân cười lạnh mở miệng, "Lão hủ chắc chắn dốc hết toàn lực vì đại nhân làm việc, diệt trừ cổ phong đám người." Áo Gai lão giả lập tức cúi đầu, "Được rồi, được rồi." Biết rõ liền tốt, cút đi. Bản Linh mau mau đến xem Yên Nhi hôm nay trạng thái làm sao. Vừa nói, cách phân đáy mắt hiện lên vẻ tham lam, hướng phía sau ốc xá đi đến. Lão hổ cáo từ, áo gai lão giả thân thể run rẩy, đáy mắt chỗ sâu, sát ý vô biên hiện lên. Ngay sau đó, hắn đi ra lầu các. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông bên ngoài, Thiên Diễn Tông, vị trí là một ngôi sao, tên là Thiên Diễn Tinh, cái này Thiên Diễn Tinh phía trên tràn đầy rậm rạp chẳng chỉ trận pháp giao thoa, loại người bình thường, muốn tiến vào, khó hơn lên trời. Tăng thêm bây giờ vừa mới kinh lịch đại chiến, tuần tra thủ vệ, càng là nhiều vô số kể, ngoại nhân nghĩ lẫn vào, thật sự càng vì nhốt hơn khó. Cũng ở giờ phút này, một bóng người cực tốc mà tới, núp ở thiên diễn tinh xa xa một sao không cự thạch bên trong. Người này, chính là cổ phong, cổ phong ánh mắt đảo qua thiên diễn tinh, dần dần biến hóa thiên diễn đạo nhân, hẳn là sẽ không nói dối, cách phân chiếm lĩnh thiên diễn tông cùng hắn đã là cửu hận bất cộng đái thiên cho dù là cái bẫy bằng vào ta thực lực coi như không nghịch lại thoát đi cũng là không khó sở dĩ lựa chọn trước đối thiên diễn tông động thủ là bởi vì trước đó ở tiên phật tự đại chiến thời khắc sống còn cổ phong bên tai truyền đến truyền âm cái này truyền âm là thiên diễn đạo nhân truyền cho cổ phong trong đó bao quát hắn nghĩ cùng cổ phong liên thủ cùng như thế nào phá mở thiên diễn tinh hộ tinh đại trận biện pháp Đồng thời đối mặt Ngân Nguyệt ba người, đích xác có chút phiền phức, nếu như ba người đều khống chế trọng bảo, cổ phong thậm chí khả năng không địch lại. Như thế, cổ phong chuẩn bị trước lựa chọn trong đó một cái động thủ, bây giờ thiên diễn đạo nhân xem như nội ứng, cổ phong tất nhiên muốn đánh cược một lần. Không nói hai lời, cổ phong đem khí thức thu liếm đến cực hạn, đi tới hộ tinh đại trận, một cái cực kỳ giáp danh chỗ. Nơi đây, thủ vệ ít, cổ phong cực tốt mà tới, đi tới đại trận trước đó, dựa theo thiên diễn đạo nhân cáo chi phương pháp, đánh ra mấy cái pháp quyết. Quả nhiên, trước mắt trận pháp, đúng là lặng yên không tiếng động liền tự hành tản ra. Cổ phong trong mắt tinh mang hiện lên, thấp giọng tự nói, thiên diễn đạo nhân, người tốt nhất không có gạt ta, bằng không, chém giết hàng lâm giả trước đó, ta tất sát ngươi. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong, hướng về thiên diễn tinh nội bộ bay đi. Bên này áo gai lão giả từ cách vân nơi đó rời đi, bước nhanh phía dưới, chính là đi tới một cái tàn phá trong động phủ cái này là hắn bây giờ chỗ ở tiến vào động phủ bên trong áo gai lão giả nhanh chóng bố trí ngăn cách trận pháp đem động phủ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ngay sau đó hắn lấy ra vừa mới thôi diễn bát quái đồ phốc áo gai lão giả phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt biến phải trắng bệch bát quái đồ bên trên một màn ánh sáng hiện lên trước đó hiện lên cát chữ lập tức biến thành một cái huyết sắc hung chữ hắn lựa chọn liên hợp cổ phong là của hắn đập nồi dìm thuyền tiến hành là hắn sau cùng biện pháp. Hắn trước kia, mỗi một lần cũng là tận tâm tận lực vì cách vân thôi diễn, chưa từng có bỏ lỡ, bởi vì trước kia ở, hắn biết rõ, một lần này, bản thân vô luận tính ra kết quả như thế nào, cách vân đều sẽ tiếp nhận. Cho nên, hắn lựa chọn, dù cho tự tổn tu vi, cũng phải giấu giếm đoán chân chính kết quả. Mà thôi diễn ra, hung, một khắc này, hắn liền minh bạch, cổ phong, lựa chọn tin tưởng hắn. Cách vân, người cái này tội nên chém thành muôn mảnh cầu tặc, lão hủ tất yếu đem phanh thây xé xác. Áo gai lão giả cắn răng, khóe mắt hai hàng nước mắt hiện lên, âm thanh run rẩy, yên nhi, ra ra lập tức liền sẽ nhường người thoát ly khổ hải. Cũng ở thời khắc này, động phủ bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Thiên diễn đạo nhân, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, áo gai lão giả lập tức quay người. Ở hắn quay người thời khắc, một bóng người, chính là đã tới trước mặt hắn. Người đến, chính là cổ phong, khẩn cầu đại nhân, giúp lão phu trảm trừ ác tặc. Áo gai lão giả nhìn thấy cổ phong, không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lúc này liền là cúi đầu. Một bái này về sau, cổ phong tạm thời không nói gì. Áo gai lão giả gặp vậy, lập tức từ trong cơ thể nổ bước ra một giọt hồn huyết, cổ phong đại nhân, nếu có thể trợ lão phu diệt trừ ác tặc cách vân, lão phu đời này, cam nguyện làm nô. Người thiếu một giọt hồn huyết, cách vân tất nhiên sẽ phát giác, bây giờ không dễ bại lộ, đứng lên đi. Cổ phong gặp vậy, mở miệng, đối phương đã bước ra hồn huyết, Cổ phong chỉ cần thu hồi hồn huyết, đối phương sinh tử liền ở chính mình trưởng khống bên trong, bậc này thành ý, cổ phong đã rõ ràng, không cần lại làm khó. Đa tạ đại nhân, áo gai lão giả lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cổ phong ngay sau đó mở miệng, hàng lâm giả ta là tất nhiên muốn giết, giúp ngươi, cũng là tiện tay mà làm, bất quá ngươi ngày đó theo cách vân cùng một chỗ tiến về tiên Phật tự, trước khi rời đi truyền âm cho ta, chắc hẳn đã có kế sách, ta nhu cầu biết, tất cả liên quan tới giữa các ngươi sự tình. Ngay sau đó, áo gai lão giả kể lại lên, tốt, lão hủ đối đại nhân, tất nhiên biết gì nói nấy, lão hủ, chính là cái này thiên diễn tông nguyên bản tông chủ, thiên diễn đạo nhân, ngày đó. chương 2818, giết cách vân, áo gai lão giả, chính là nguyên bản cái này thiên diễn tông tông chủ, thiên diễn đạo nhân. Hắn Tu Vi, cũng là thượng vị tiên tôn, ngày đó, cách phân đến, không có lập tức đối thiên diễn đạo nhân động thủ, mà là trực tiếp bắt lại thiên diễn đạo nhân tôn nữ, tăng thêm chiến lực của hắn, so với thiên diễn đạo nhân còn cao hơn một chút một bậc, như thế, thiên diễn đạo nhân, trực tiếp chính là bị chân áp. Sở dĩ, cách phân không có trực tiếp đoạt xá thiên diễn đạo nhân. Một là thiên diễn đạo nhân tu vi cao, là cả vô song tiên vực, tiên tôn phía dưới, tu vi người mạnh nhất, muốn đoạt xá, hao phí khí lực. Hai thì là, cho dù đoạt xá, cách phân cũng vô pháp nhanh chóng dung hội quán thông khống chế thiên diễn đạo nhân thiên diễn bí thuật. Như thế, hắn nghĩ đem thiên diễn đạo nhân khốn ở bên cạnh mình, trở thành bản thân một quân cờ dùng để suy tính lành giữ nguyên bản thiên diễn đạo nhân vì mình tôn nữ đã thần phục cách phân mỗi lần đều hết sức suy tính chuẩn xác không sai nhưng hắn muốn gặp cháu gái của mình cách phân nhưng vẫn không để cho gặp nhau thế là thiên diễn đạo nhân trong bóng tối suy tính cháu gái của mình lành giữ hắn không nghĩ tới chính là cách phân cái này táng tận thiên lương người đúng là làm bẩn cháu gái của mình lại hàng đêm làm bẩn để cháu gái của mình nhận hết tra tấn Mặc dù bây giờ cháu gái của mình không có chết, nhưng trên thực tế đã tâm thần sụp đổ, giống như một cỗ cái xác không hồn, cùng chết, không hề khác gì nhau. Nói đến đây, Thiên Diễn đạo nhân trong mắt sát ý lộ ra, cách phân cái này đồ hèn hạ, sớm hiểu được, ta đây tôn nữ, với ta mà nói chính là tất cả, liền áp dụng cái này ác độc thủ đoạn, ta đây cháu gái đáng thương bị hắn hãm hại đến đây, đến đây, lão phu đã lại không bận tâm, bây giờ chỉ cần có thể giết cầu tặc kia, bỏ ra bất luận kẻ nào đại giới đều có thể chính ngươi cũng là thượng vị tiên tôn tu vi không có cơ hội động thủ sao cổ phong không khỏi hỏi bây giờ thiên diễn đạo nhân chuẩn bị động thủ hiển nhiên hắn biết rõ cháu gái của mình hiện tại sống không bằng chết hắn đã không sợ đối phương uy hiếp ha ha đại nhân người có chỗ không biết nguyên bản lão phu tu vi liền so với cái này cách phân kém một bậc về sau hắn càng là lấy thanh sắc dị lực đem ta tu vi chấn áp đại bộ phận lão phu bây giờ tu vi chỉ có hạ vị tiên tôn chỉ đủ thôi diễn tôn cấp cường giả lành giữ muốn đơn độc chém giết hắn căn bản không có khả năng thiên diễn đạo nhân mở miệng lập tức nói lão phu đang đợi cơ hội bởi vì lão phu tin tưởng bên trong cái vô song tiên vực này hàng lâm giả cùng tiên phật tự cùng long vực đại chiến cuối cùng tất nhiên muốn bắt đầu về sau lão phu tính tới ngươi thu phục long vực lại tính tới ngươi sẽ đến tiên phật tự ngươi cái gì đều tính tới cổ phong trong lòng kinh ngạc hôm nay diễn tử thôi diễn chi thuật như thế thật sự quỷ thần khó lường. Ha ha, đại nhân nói đùa, trên đời này không có cái gì là đều có thể tính tới, thôi diễn một thuật, vốn là nghịch thiên mà làm, lại thôi diễn nhân quả quấn quanh càng trở nên phức tạp người, hao phí tâm lý chính là càng lớn. Thôi diễn đại nhân, nam vực sự tình, lão phu hao phí 5 vạn năm tu vi, thôi diễn đại nhân long vực một là, lão phu hao phí 3 vạn năm tu vi, mà thôi diễn một lần này tiên Phật tự đại chiến, lão phu hao phí trọn vẹn 7 vạn năm tu vi, lại, cũng không có thôi diễn đến, cái kia tuệ minh lại là tán linh hòa thượng sẽ vào lúc đó thức tỉnh. Thiên diễn đạo nhân mở miệng, lập tức nói, nhưng lão phu thôi diễn ra, đại nhân là lão phu hy vọng cuối cùng, như thế lúc ấy mới liều chết truyền âm. Cổ phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại nói cái kia cách vân, vì sao chỉ trấn áp ngươi tu vi, không có yêu cầu ngươi hồn huyết. Mọi người đều biết, một khi nắm trong tay một người hồn huyết, một ý niệm, liền có thể để người này nguyên thần sụp đổ, là khống chế hắn sinh tử. Đại nhân có chỗ không biết, lão phu thiên diễn nhất mạch bí thuật, nguyên thần không thể có không trọn vẹt, nếu như một hồn dung nhập hồn huyết cho hắn người, tự thân thôi diễn chi thuật, chính là không cách nào thi triển, cho nên cái kia cách phân mới không có muốn lão phu hồn huyết. Thiên diễn đạo nhân gặp Cổ Phong như thế cảnh giác, lần nữa giải thích nói. Cổ Phong nghe xong, phân tích trước sau, lại quan sát bây giờ thiên diễn đạo nhân trạng thái, đã triệt để tin tưởng việc này. Như thế, ngược lại là chuyện tốt, Cổ Phong mỉm cười, chuyện tốt Thiên Diễn đạo nhân nghe xong, ngay sau đó mở miệng, lấy đại nhân tu vi, trấn áp cái kia cách phân dễ như trở bàn tay, tự nhiên là chuyện tốt. Ta mặc dù trấn áp hắn dễ như trở bàn tay, nhưng kẻ này quỷ kế đa đoan, khó tránh khỏi sẽ có một chút bảo mệnh bí thuật, nhưng ngươi nếu là khôi phục tu vi, liền không đồng dạng. Cổ Phong khóe miệng gảy nhẹ, trước đó, đánh giết Tam bảo, là Tam bảo bản thân tiến vào không Trần trong nguyên thần, đối với hắn lẫn nhau thôn phệ. Trên thực tế Lúc ấy Tam bảo nếu như dùng cái gì bảo mệnh bí thuật thoát đi, cổ phong cũng không hoàn toàn chắc chắn giết hắn, đã trải qua trước đó đại chiến, bây giờ cách phân càng thêm cảnh giác, không phải cổ phong đối thủ, là khẳng định, nhưng cổ phong tuyệt đối không thể nhường hắn trốn. Đại nhân có biện pháp, giúp ta khôi phục tu vi. Thiên diễn đạo nhân trong mắt tràn đầy không thể tin, bất quá dị lực mà thôi, cổ phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, một lần này, trực tiếp điểm ở thiên diễn đạo nhân mi tâm. Thiên diễn đạo nhân không có nửa điểm né tránh, ngón tay đặt tại thiên diễn đạo nhân mi tâm, nghịch chi lực chính là trực tiếp tràn vào trong cơ thể. Theo nghịch chi lực tiến vào, thiên diễn đạo nhân thân thể run rẩy lên, khắp khuôn mặt là vô biên thống khổ. Chịu đựng, cổ phong mở miệng, ngay sau đó, chính là điều khiển nghịch chi lực, đem hội tụ ở thiên diễn đạo nhân trong đan điền, áp chế thiên diễn đạo nhân tu vi thanh sắc dị lực, toàn bộ khu trục. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, thiên diễn đạo nhân thể nội thanh sắc dị lực, toàn bộ bị khu trục mà ra. Thiên diễn đạo nhân khí tức, lần nữa khôi phục đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ đại nhân đại ân lão phu suốt đời khó quên thiên diễn đạo nhân khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ lập tức đối cổ phong cúi đầu chém giết cách vân lại tạ ơn cũng không muộn cổ phong mở miệng tốt lão phu khôi phục tu vi kết hợp lão phu cùng đại nhân lực lượng cái này cách vân không còn đường sống đi thiên diễn đạo nhân trong lòng sát ý điên cuồng muốn đi chậm nhìn thiên diễn đạo nhân nghi hoặc Cổ phong mở miệng, ta một người đi giết hắn, người trước không nên xuất hiện. Đại nhân, cái này, thiên diễn đạo nhân nghi hoặc, người ta đồng loạt ra tay, liền không có chuẩn bị ở sau, vì không sơ hở tí nào, để người này mọc cánh khó thoát, ta đánh bại hắn về sau, nếu như không có trực tiếp giết chết, hắn tất nhiên sẽ liều mạng thoát đi, lúc này, người muốn sớm thi triển người mạnh nhất thôi diễn bí thuật, tính ra hắn khả năng thoát đi phương hướng, cướp giết hắn, như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong trong mắt mang theo lăng lệ chi ý, Thiên Diễn đạo nhân nghe xong, trong mắt quang mang thiểm thước, hung hăng vỗ một cái đầu mình, là lão phu sát ý trùng kích phía dưới, hồ đồ rồi, đại nhân phương pháp không sơ hở tí nào, cứ dựa theo đại nhân xử lý. Đi thôi, giết Cách Vân. Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên, Cách Vân nằm đó kém chút hại chết Thanh Ninh, tăng thêm tiên phật tự một trận chiến, tăng thêm hắn hàng lâm giả thân phận. Hôm nay Cổ Phong tất yếu giết hắn. Chương 2819 Vây giết. Cổ Phong thân ảnh cực tốc mà tới, đi tới cách phân vị trí tông chủ các bên ngoài. Cách phân làm người, cực kỳ cẩn thận, người tông chủ này các bên ngoài, ngàn trượng bên trong cũng là không có thủ vệ, là bởi vì hắn sợ có ngoại tông gian tế lẫn vào, dò thăm tin tức của mình, như thế tông chủ các bên ngoài chỉ có một tòa trận pháp phòng ngự. Hôm nay, ta nhường ngươi mọc cánh khó thoát, cổ phong đáy mắt lạnh ý hiện lên, ngay sau đó phất tay. Lập tức, bảy đạo kiếm ý xuất hiện, bảy đại kiếm ý, lập tức biến thành chu thiên kiếm trận vần quanh ở, toàn bộ tông chủ các phòng ngự đại trận cạnh ngoài, nghĩ toàn bộ tông chủ các hoàn toàn giam ở trong đó. Như thế, còn chưa đủ, Cổ Phong nghĩ đến, Cửu Dương Chi Linh chính là phi ra, Cửu Dương Chi Linh trực tiếp khuếch tán ở tông chủ các bốn phía. Luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, Cửu Dương Chi Linh không nói hai lời, đều là tu vi lực lượng bộc phát, biến thành vô biên hỏa diễm, gào thét mà ra. Cái này vô biên hỏa diễm, lập tức biến ảo dương ngư vòng xoáy, Toàn bộ tông chủ các thân ở dương ngư vòng xoáy bên trong bắt đầu bị luyện hóa. Rầm rầm rầm, cái kia tông chủ các phòng ngự đại trận, mặc dù bất phàm, nhưng ở chín đại tôn cấp dương linh biến thành dương ngư vòng xoáy luyện hóa phía dưới, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Đại trận sụp đổ, toàn bộ tông chủ các phòng ốc chính là trực tiếp giấy lên hỏa diễm. Tông chủ các bên trong, một trận mây mưa về sau, cách phân từ trước mắt một thiếu nữ trên người lên, hắn mặc vào quần áo, nhìn trước mắt hai mắt trống rỗng thiếu nữ trong mắt mang theo vài phần không vui ý tứ ngươi là người chết sao liền kêu cũng sẽ không ngươi giết ta đi thiếu nữ quần áo rác rưởi toàn thân lộ ra hơn phân nửa da thịt cái kia vốn là trắng trẻo trên da thịt giờ phút này tràn đầy máu bầm cùng vết thương cực kỳ bi thảm giết ngươi ha ha bản linh còn không có nhấm nháp đủ làm sao bỏ được giết ngươi còn nữa giết ngươi ra ra ngươi nơi đó nhưng là sẽ không chịu nổi cách phân nhe răng cười mở miệng người tên xúc sinh này chắc chắn sẽ có người tới giết ngươi đến đem ngươi phanh thây xé xác thiếu nữ trống rỗng hai mắt trong nháy mắt biến thành vô biên ngoan ý gào thét mở miệng cách phân nghe xong cười lạnh mở miệng có người giết ta ha ha người cái này tội giới người ở bản linh trong mắt giống như run dế người nào giết được bản linh oanh cũng ở giờ phút này một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến cái này tiếng oanh minh truyền tới trong nháy mắt toàn bộ phòng ốc chính là lắc lư đón lấy phòng ốc bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, khoảng cách hóa thành biển lửa. Đáng chết, là ai? Cách vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay đi tới thiên diễn tông, lại thi triển thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải phàm nhân. Cách vân, hôm nay mệnh của ngươi, bản tôn thu. Một đạo bình thản bên trong, mang theo hết sức thanh âm bá đạo, từ bên ngoài truyền đến. Cổ phong, nghe được thanh âm này, cách vân thân thể, bỗng nhiên rung động. Làm sao có thể, rõ ràng là các thiêm, cổ phong rõ ràng đang nuôi tổn thương. Chẳng lẽ, là lão gia hỏa này dở cho quỷ, đáng chết. Cách phân đầu tiên là chấn kinh, bất quá ngay sau đó, trong mắt lóe lên sát ý ngút trời. Ha ha, xúc sinh, hôm nay rốt cục có người muốn tới giết ngươi, rốt cục có người muốn giết ngươi. Ha ha, thiếu nữ giờ phút này, điên cuồng phá lên cười. Tiểu tiện nhân, hôm nay bản linh nếu xảy ra chuyện, người cũng không sống nổi. Vừa nói, cách phân một tay lấy thiếu nữ nhét vào linh thú đại bên trong ngay sau đó thanh sắc dị lực từ trong cơ thể gào thét mà ra đem hắn thân thể bao khỏa cả người trực tiếp xông ra phòng ốc ở cách vân xông ra nhà trong nháy mắt toàn bộ phòng ốc chính là hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ hóa thành cho tàn mà cách vân mới vừa xông ra chính là thân ở một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy bên trong cổ phong thật là ngươi cách vân nhìn thấy nơi xa cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ hôm nay ta tới thu mệnh của ngươi cổ phong đạm ngữ ngay sau đó mở miệng cửu dương chi linh cửu dương ra theo cổ phong mở miệng dương ngư vòng xoáy bên trong chín cái to lớn hỏa đoàn cô động mà ra nếu là chín cái nóng bỏng mặt trời chín cái này to lớn hỏa đoàn hướng thẳng đến cách phân oanh sát đi hỏa vi thiên địa cách phân mở miệng phất tay một cái bức tranh mở ra ngay sau đó hắn lập tức lấy bút vẽ cực tốc mà động rất nhanh từ phía to lớn tấm chắn tự vẽ bên trong bay ra trực tiếp ngăn tại chung quanh hắn oanh nhưng mà cái này tứ phía tấm chắn, ở hỏa đoàn trùng kích phía dưới, khoảng cách vỡ nát. Phốc, cách vân trong miệng lập tức máu tươi cuồng phún, sắc mặt của hắn, hóa thành trắng bệch, hắn vốn liền chiến lược không bằng cổ phong, phía trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại hắn tin rồi thiên diễn đạo nhân thôi diễn, căn bản không có nghĩ đến cổ phong trở về, đây đã là tử cục. Dương ngư vòng xoáy, chẳng những có thiêu đốt lực lượng, còn có thể luyện hóa người tu vi. Giờ phút này, cách vân cảm giác được, bản thân tu vi, đang không ngừng bị luyện hóa. Bành, theo thể nội một đạo anh minh truyền ra, hắn tu vi, từ thượng vị tiên tôn rơi vào trung vị tiên tôn. Cách phân, hôm nay, người không có đường sống. Cổ phong lãnh ngữ, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức, dương ngư vòng xoáy hỏa diễm chi lực, hung mãnh hơn. Cổ phong, người nếu giết ta, ta liền trước hết giết nàng. Vừa nói, đã sắc mặt trắng bệch cách phân vỗ bên hông linh thú đại, lập tức một tên hai mắt trống giống thiếu nữ bị hắn một cái sách ra. Cái này thiếu nữ, chính là thiên diễn đạo nhân tôn nữ yên nhi yên nhi nhìn thấy cổ phong cái kia trống rỗng trong hai mắt mang theo chờ đợi nàng mở miệng cầu ngài giết hắn giết hắn nàng đã nhận hết tra tấn nàng sớm đã không quan tâm bản thân sinh tử trong nội tâm nàng nguyện vọng duy nhất chính là để cách phân chết thấy thiếu nữ cái này vết thương đầy người cùng cái kia trống rỗng hai mắt cổ phong đáy mắt sát ý vô biên hiện lên đối phương dù cho không là hàng lâm giả mà là tinh không tu giả, làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình, cổ phong đều sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cổ phong nhìn về phía thiếu nữ, mở miệng, tạ ơn, ngươi là của ta ân nhân, nếu có kiếp sau, ta một đời làm nô, báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Thiếu nữ mở miệng, nàng, lại cười, trong hai mắt, hai hàng nước mắt chảy trôi mà xuống. Cổ phong vung tay lên, vô biên sát lục chi khí hội tụ, hóa thành sát lục chi liêm kinh khủng sát ý, trước đó chưa từng có thực chất. Ngươi, đáng chết, cổ phong lãnh ngữ, quanh thân sát ý vô biên tản mạn ra, hướng về cách vân đi đến. Theo cổ phong phóng ra một bước này, cách vân thân thể run lên bần bật, hắn kinh thanh mở miệng, ngươi, ngươi đừng tới, ngươi nếu tới, ta liền giết nàng. Ngươi, uy hiếp ta, cổ phong lãnh ngữ, trên người sát ý càng đậm, cái này sát ý vô biên, đúng là trong lúc bất chi bất giác, biến thành một mảnh sát chi lĩnh vực. Cái này sát chi lĩnh vực bên trong, vô số lệ quỷ hư ảnh hiện lên. Cái này vô số hư ảo hình bóng, là cổ phong tu hành đến nay, chém giết toàn bộ tu giả. Sát chi lĩnh vực, đem cách phân bao phủ. Không, ngươi, ngươi đừng tới. Cách phân cảm giác thân thể của mình, bị sát ý cầm giữ, thân thể của hắn vậy mà đã không cách nào di động mảy may. Chết, cổ phong mở miệng, thân ảnh bỗng nhiên mà tới, ở cách cách phân một trượng 3,3 mét thời điểm, trong tay sát lục chi liêm, hướng về phía thân thể hung hăng vung xuống.